cô gái này trước ngày xem mắt lại đi khách sạn với một chàng trai lạ rõ ràng cô là người chủ động nhưng khi bắt đầu lại cảm thấy dường như tôi đã chọc giận con quỷ dữ rồi bất luận có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi tầm tay của anh ta chỉ có thể từng bước từng bước rơi vào bẫy cô cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô ích tất cả đều do anh ta và bà mẹ kế đã sắp đặt sẵn kết quả cô bị chiếm đoạt bị trói bị cắn cho đến khi anh ta rời đi sáng hôm sau mẹ kế của cô mộ nhã linh nổi giận quát lớn cô y tuyết con tiện nhân này mày đừng có giả bộ ngốc nghếch mà nằm bẹp ở đây cô liền dựng dậy đau đầu quá sao lại mơ thấy việc hoang đường ngày hôm qua chứ lần sau không nên uống nhiều nữa bà ta chỉ vào mặt cô nói về nước cả tuần rồi còn chưa hoàn hồn lại à cô ra sắp phá sản rồi còn cho mình là thiên kim tiểu thư ư tiếp đó bà ta tóm lấy tay cô ra lệnh mau đến hầu hạ lục thiếu gia đi đừng để lục thiếu gia phật ý cô vội hất tay đừng có kéo tôi tiểu tiện nhân này mày dám vậy với tao à nếu không nhờ mối quan hệ của tao thì mày nghĩ mày có tư cách trèo lên giường với lục thiếu gia à lấy oán báo ân y hệt như mẹ mày ngay lập tức cô cầm ly nước hất vào mặt bà ta cố y tuyết mày may dám hất nước vào tao à chỉ là tiểu tam mà còn dám nhắc đến mẹ tôi à còn dám nhắc nữa thì lần sau trên người bà không phải nước mà là ly thủy tinh đấy bà ta tức muốn học máu mày mày đúng lúc này thì có người vào báo cố tiểu thư lục thiếu gia đang đợi cô cố y tuyết lúc này cũng thay đổi sắc mặt vui mừng hớn hở là lục thiếu gia à Tôi ra liền, để mình xem cứu tinh của mộ Nhã Linh rốt cuộc như thế nào, thấy con chồng có vẻ không phải dạng vừa bà ta cũng sợ sệt. Lục Thiếu gia mau trốn đi, vừa mới mở cửa ra chào hỏi thì đột nhiên một bàn tay kéo cô lại, siết chặt lấy eo đẩy cô ra bàn nham hiểm hỏi còn đau lưng không bảo bối. Hành động này khiến ký ức tối qua tràn về trong đầu cô, a, à, a à, tại sao lại là anh ta, anh ta là Lục Lệ Dương 28 tuổi, chủ tịch tập đoàn xây dựng Hồng Vũ, được xem là ông vua kim cương của thành phố B, là tình một đêm của mình sao? cô cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm thì ngược lại. trời ạ, à, đúng là nghiệt duyên đối tượng xem mắt với cái tên phong lưu tình một đêm hôm trước là cùng một người. trời ơi, đang chơi đùa mình đấy à? ngay cả trong chuyện chắc cũng không có tình cảnh này. sao không nói gì cả? đang giả vờ không quen biết tôi à? rõ ràng đêm qua còn nồng nhiệt quay lấy tôi mà. hay nói rằng đàn ông quất ngựa truy phong. xem ra cố tiểu thư cũng như vậy. mới quay đi đã vội quên. cô nắm chặt cà vạt của anh kéo lại. à à, muốn dùng những chiêu đỉnh cao để chơi với tôi à? tiếc quá bổn tiểu thư đã thử qua rồi. Ngại quá trong số những người đàn ông tôi đã ngủ cùng thì anh cũng bình thường thôi, tại sao tôi lại phải nhớ người không cho tôi chút cảm giác nào chứ? Nghe câu này lệ dương như mũi tên đâm phải tim mình, y tuyết buông ta thả anh ra nói tiếp, nếu như đã chai mặt rồi thì tôi cũng không cần vòng vo nữa, lục thiếu ra. Hôm nay tôi đến đây chỉ để xem thử người mà mẹ kế tôi mùi trai được là người như thế nào mà thôi, chuyện hôm qua xem như chỉ là hiểu lầm. Tôi không muốn anh thành con chim hoàng yến bị tôi đùa giỡn trong lòng đâu, anh nở nụ cười khoái chí bế cô lên lần nữa đợi đã nếu như tôi không cảm nhận sai thì tôi chính là người đàn ông đầu tiên của cô không được thì là không được kỹ thuật của anh kém quá nên tôi không cảm nhận được gì cả ồ vậy thì thử cảm nhận lại lần nữa rồi xác nhận kỹ thuật của tôi xem nói xong anh liền chủ động khóa môi cô lại y tuyết không vùng vẫy từ chối mà cố gắng chịu đựng tiếp đó anh đưa tay kéo váy cô xuống lúc này cô không chịu đựng được nữa liền đẩy anh ra dồn lức nẻm bình hoa vào đầu khiến anh u đầu cố y tuyết cô cô dám kỹ thuật hơn của lục thiếu gia xem ra cũng không đạt khuyên anh nên tìm thêm người để tập luyện đi tránh việc truyền ra bên ngoài người ta cười cho nhưng lục thiếu gia vốn có tiếng phong lưu đa tình e rằng việc này trong thành phố b sớm muộn ai cũng biết thôi cô bước thẳng ra ngoài cửa tạm biệt lục thiếu gia tôi không muốn lãng phí thời gian với một người đàn ông thận yếu sau khi y tuyết rời đi thì một người bạn của anh gọi đến lệ dương vừa nhấc máy thì cậu bạn liền hỏi đêm qua như thế nào chắc không nhàm chán đâu nhỉ người chưa có kinh nghiệm chắc tốt hơn mấy cô mèo hoang trong hộp đêm chứ cô ấy thú vị hơn mấy cô mèo hoang của cậu nhiều anh đặt tay lên đầu không ngờ rằng cô ấy đã quên mình nhưng không sao cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ thuộc về mình trở về phía y tuyết vừa về tới nhà người hầu đã lo lắng hai a à, đại tiểu thư quần áo của cô sao lại như thế này không có gì đâu bác lưu tôi mặc áo khoác vào là được vâng tiểu thư đợi đã trong nhà có khách mới đến mộ thiệu thần người yêu cũ của cô nhẹ nhàng bước tới chào hỏi y tuyết lâu rồi không gặp vừa nhìn thấy anh cô thầm nghĩ năm nay là năm của bọn cha nam à mới giải quyết xong một người lại đến người khác còn cái điệu bộ hiền lành này là lại muốn mình biến thành con thỏ non yếu ớt trước kia sao cô nhìn anh bằng ánh mắt trầm ngâm thiệu thần lại hỏi quần áo của em bị làm sao thế mặc áo khoác của anh vào trước đã đã xảy ra chuyện gì bình tĩnh từ từ nói y tuyết lại thầm nghĩ mộ thiệu thần cháu của mộ nhã linh bạn trai cũ của mình mình đã từng cho rằng anh ta sẽ luôn đối xử dịu dàng với mình cô nhớ lại đêm hôm đó anh đã nói y tuyết chúng ta chia tay đi, không phải vì em không tốt. Chỉ là anh không cần một cái bình hoa xinh đẹp, ra ngưng là thiên kim tiểu thư của thị trường tạ, có thể giúp sự nghiệp của anh tiến xa hơn, hơn nữa phụ nữ thì phải dùng được. Dùng thoải mái thì mới phù hợp, cô lập tức cầm lấy áo của anh ta rồi thả xuống đất, y tuyết em làm sao vậy? Đồ của anh tôi không dám mặc, sợ làm bẩn người, mộ thiệu thần chúng ta đã kết thúc rồi. Anh còn giả vờ ngọt ngào với tôi à? Hay là tôi phải nhắc cho anh nhớ lại lúc đầu chúng ta chia tay đã ẩm ý xấu hổ như thế nào? Anh đột nhiên lúc này bạn gái mới của thiệu thần tạ giai ngưng cũng vừa hay xuất hiện gọi thiệu thần em tìm anh nãy giờ sao anh lại ở đây bác lưu nói cô đã ra ngoài lúc sáng sớm rồi nhìn thấy bộ dạng này của y tuyết cô ta nói với giọng mỉa mai ái trả y tuyết cô làm sao mà trông như này lẽ nào mới đi lừa người đàn ông nào về à thật là ô nhục quá em nói linh tinh gì vậy em nói có sai đâu y tuyết quay lại ánh mắt sắc lẹm hỏi ô nhục dụ dỗ đàn ông làm tiểu tam bị bắt tại trận trên giường mới là ô nhục tạ giai ngưng cô đang nói chính cô phải không? Tạ Giai Ngưng đưa tay lên cô nói gì? Cô nói cứ như mình là thánh nữ không biết quyến rũ đàn ông vậy. Còn nói rằng bậy có tin tôi cho người bắt cô nhốt lại. Y tuyết lạnh lùng giữ lấy bàn tay cô ta, muốn cảnh cáo tôi, là một luật sư tôi xin nhắc nhở cô. Điều 238 luật nước mình quy định bắt giữ hoặc tước đoạt tự do cá nhân của người khác bất hợp pháp sẽ bị phạt tù từ 3 năm, còn nếu hành hung hoặc xúc phạm người khác thì phạt nặng hơn. Cô bớt giảng pháp luật cho tôi đi, nhà họ cố sắp phá sản rồi, nếu cô có bản lĩnh vậy thì sao không đi lấy lục lệ dương đi giai ngưng sao tôi nói sai à cả thành phố này ai cũng biết lục thị gây sức ép cho ngân hàng nên tài sản cố thị mới nguy như vậy nghe được lời này y tuyết nghĩ lục lệ dương sao lại là anh ta xem ra lại phải gặp anh ta lần nữa rồi chuyển cảnh ngày hôm sau cố y tuyết tới tìm gặp lệ dương thì anh ta cho người ra thông báo không gặp bất kỳ ai tránh ra tôi tìm lục lệ dương có việc gấp tiểu thư mong cô mau dừng lại lục lệ dương anh ra đây cho tôi Lệ Dương bước ra trên người có đúng một mảnh vải che thân. Cô Y Tuyết, cô không chờ được mà nôn nóng gặp tôi vậy à? Nhìn thấy giao diện này của anh ta, Y Tuyết cố kìm nén trong lòng. Mặc dù kỹ thuật kém nhưng hình thể anh ta khá đấy, bình tĩnh nào Cố Y Tuyết, đừng để sôi thịt trước mắt làm mờ lý trí. Lệ Dương nhảy xuống bể tiếp tục bơi. "Lục Lệ Dương, tôi không đến đây để xem anh bơi, tôi chỉ muốn hỏi một câu, ngân hàng từ chối cho Cố thị vay là do anh phải không? Nếu tôi nói không phải thì cô có tin tôi không?" "Ừ, tin cái đầu anh." nhưng tôi có thể nói cho cô biết lý do ngân hàng từ chối cố ra anh đưa tay ra bảo cô kéo tôi lên đã y tuyết ngập ngừng anh ta là đang muốn bày trò gì vừa đưa tay ra thì cô bị anh kéo mạnh xuống dưới nước a à, lục lệ dương rốt cuộc anh muốn làm gì ai đó lúc rời đi nói rất mạnh miệng mà tôi muốn kiểm chứng lại dùng vẻ ngoài này thử tiếp xúc thân mật cô có thể ngồi yên được không rốt cuộc anh muốn làm gì đừng nóng đại tiểu thư của tôi cô không muốn biết lý do vì sao ngân hàng từ chối cho cô ra vay tiền à Y Tuyết lập tức đưa tay ra bao cổ uy hiếp anh, nói mau không thì tôi sẽ bóp chết anh trong 3 giây. Ba cô cố trưởng Hoàng là người ôn nhu, một thương nhân tốt của thành phố B, nhưng mẹ kế cô thì không như vậy, mộ nhã linh làm kinh doanh rất mạo hiểm. Chỉ cần có lợi ích là làm mà không màng rủi ro, làm cho vốn đầu tư của cố thị 2 năm gần đây không thu hồi được, vốn thâm hụt càng lúc càng lớn, ai cũng nhìn ra vấn đề. Việc thâm hụt vốn của tập đoàn cố thị như hố sâu không đáy, không ai dám đầu tư vào sợ tiền mất tật mang, cảnh chuyển đến ngân hàng. Khi này bố của Y Tuyết đang đi nhờ vả khắp nơi nhưng đều bị từ chối. Kim hành trưởng xin ông ra tay cứu giúp, cứu chúng tôi thêm vài ngày, cút đi cho tôi. Nói bao nhiêu lần rồi mà còn đòi vay, cố thị các người chờ ngày phá sản đi, còn không mau cút đi, cho chúng tôi vay 7 ngày thôi cũng được. Xin ngày đó Kim hành trưởng, Y Tuyết khi này được lệ dương đưa tới đã chứng kiến cảnh cha mình chạy khắp nơi vay tiền mới ngỡ, hóa ra cố ra đã đến bước đường này. Dạo gần đây ba cô đã đến toàn bộ ngân hàng của thành phố B để nhờ giúp đỡ nhưng đều như vậy. Y Tuyết, ngân hàng không phải do tôi mở, tôi không thể nào ra sức ép đến tất cả ngân hàng. Cứ cho rằng việc ngân hàng không cho vay không liên quan đến anh, vậy sao anh cứ hất nước bẩn vào chúng tôi hết lần này đến lần khác? Lục Lệ Dương, nói tôi biết anh muốn diễn vai gì nữa, Lệ Dương cười nhẹ đáp, cứu tinh của cô ra. Anh ôm lấy eo cô rồi bật ngửa ra ghế rồi bảo một tỷ vốn thâm hụt đối với tôi mà nói thì không phải là con số lớn, có thể giúp được cô ra, y tuyết. Cô thị là tâm huyết cả đời của ba cô, nếu để mất đi thì thật đáng tiếc, chỉ cần tôi ra tay thì không còn vấn đề gì nữa chỉ cần cô làm bà lục của tôi a à, hóa ra đây là mục đích của anh lục thiếu ra e rằng anh sẽ thất vọng rồi tôi không phải kiểu lấy thân mình ra cứu cố ra đâu cái trò cứu nguy khỏi phá sản hèn hạ này của anh tốt nhất anh kiếm người khác mà diễn đi cô ngồi dậy đẩy anh ra còn về cố thị nếu việc của ngân hàng không liên quan đến anh thì những thứ khác không cần anh phải để tâm đâu sản nghiệp mà mẹ tôi để lại tôi nhất định sẽ bảo vệ bằng mọi giá không ai có thể xen vào chuyển cảnh đến club cao cấp hương hương mấy buổi tối gần đây có người mới đáng ghét kim hành trưởng ngài chơi đùa với người ta chán rồi à ai nói vậy ta chỉ hỏi thôi không có cũng được tối nay ta bao chọn hai người he he lúc này cố y tuyết đẩy cửa bước vào trên tay cầm theo một ly rượu nhẹ giọng nói cố hành trường không thì tôi mời ngài một ly kim hành trường ngài xem thử có thể xem xét lại việc cho nhà tôi vay không tên háo sắc vừa thấy cô thì máu dê liền nổi lên cô gái này đến rất đúng lúc vừa đẹp dáng cũng ngon làm ta bứt rứt quá hắn liền bảo đương nhiên là được nhưng mà ta giúp cô rồi thì cô báo đáp ta như thế nào chi bằng hắn lập tức ôm eo cô đúng là tên giả háo sắc y tuyết giả ngốc tôi không hiểu ý ngài lắm cô đi theo ta lên căn phòng bên trên lầu tôi bảo đảm vốn đầu tư công ty nhà cô muốn vay khi nào cũng được chả trách giới kinh doanh gọi ông ta là kim háo sắc đúng là con quỷ háo sắc ông ta định chạm vào hai quả cam thì y tuyết vội thoát ra trên tay cầm theo bút ghi âm nói với giọng uy hiếp kim hành trưởng tôi e rằng lạm dụng quyền lực cho việc cá nhân một cách trắng trợn như vậy không tốt đâu, tiểu thư họ cố kia, cô tính toán sai lầm rồi. Kim gia ở thành phố bên này không phải dễ rơi, không ai dám tự ý đụng vào tôi đâu, nếu cô muốn làm người quen thì mau ngoan ngoãn đến phục vụ ta đi, không thì ta sẽ trói cô lại rồi gửi đến hộp đêm đấy, khẩu khí của Kim hành trưởng lớn đấy, tiếc là không phải tôi muốn đi tố cáo gì, chỉ là muốn đưa đoạn ghi âm này lên mạng thôi. Bây giờ sức lan tỏa của mạng xã hội khá mạnh và nhanh, cả thành phố B này rồi ai cũng biết được sự đổi bại của Kim Hành Trưởng. Chỉ cần tôi muốn thì hoàn toàn có thể khiến ông thân bại danh liệt, ông ta nở nụ cười gian xảo, tính cách nóng nảy đấy, ta thích, nhưng mà cố tiểu thư à. Cô ra được khỏi chỗ này đã rồi hãy mạnh miệng, ý ông là gì, y tuyết bắt đầu cảm giác chóng váng đứng không vững, lúc này tên háo sắc bảo thuốc phát huy tác dụng thật đúng lúc. Không ngờ hắn lại dùng ba thủ đoạn hại người này, kim háo sắc tôi cảnh cáo ông, dùng vũ lực hoặc bất kỳ thủ đoạn nào để cưỡng hiếp phụ nữ thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng thì phạt tù 10 năm trở lên, trung thân hoặc tử hình, muốn động vào tôi à, ông gánh nổi hậu quả không? Hê hê hê, Kim gia ở thành phố này có quyền có thế, chơi đùa một phụ nữ thì bị phạt gì đây, dám động vào lão gia, xem thử chút nữa ta xử cô như thế nào. Nói xong ông ta bước đến chỗ cô thì bị cô đá bột vào chỗ hiểm khiến ông ta đau điếng, định rời khỏi đây thì ông ta lại nói giọng uy hiếp. Mày dám đạp ông à, con tiện tì bên ngoài toàn là người của tao, mày dám chạy tao sẽ cho người thủ tiêu mày. Đúng lúc này lục thiếu gia xuất hiện nắm chặt tay rồi đỡ cô lại. Ánh mắt khinh thường nhìn về phía ông ta hỏi ông muốn giết ai. Ông ta hốt hoảng ơ, lục thiếu, y tuyết yếu ớt gọi lục lục lệ dương. Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng sau đó bế cô lên. Ông động đến giới hạn của tôi rồi đấy, tự chịu đi. Tên háo sắc bắt đầu run sợ lắp bắp trả lời. Không, không, lục thiếu tha cho tôi đi. Lần sau tôi không dám nữa, lão ta sợ muốn tè ra quần rồi ha ha, cho vui đấy, lão đại cho chúng ta tùy ý xử lý. Mà lão mập này tôi không hứng thú lắm, ngắt tay chân ông ta quăng đi, chắc lục thiếu gia hài lòng lắm. ý hay đấy, ra tay thôi. không không, cứu với, cứu với lục thiếu gia. Ha, trở về phía nữ chính. sau khi được lục thiếu gia đặt xuống ghế, y tuyết chớp chớp mở mắt ra cô liền hét to lục lệ dương. anh muốn làm gì? để cô biết hậu quả của việc dám quyến rũ người đàn ông khác. nói xong anh tiếp tục có màn khóa môi với cô. ơ, ờ, làm sao đây? còn chưa tỉnh rượu, cứ vậy thì chỉ có thể xuôi theo anh ta. lục lệ dương anh muốn làm gì? lệ dương với vẻ mặt không hài lòng hỏi làm gì á, cô Y Tuyết, cô ngang bướng thật. Nếu như cô đã muốn hiến thân mình như vậy, tôi sẽ thành toàn cho cô. Anh lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi cô. Lúc này Y Tuyết chỉ biết chấp nhận chịu đựng, vốn dĩ chỉ muốn cúi đầu trước em, thì không cần phải làm như thế này. Có vẻ tôi đã nương chiều em quá rồi nhỉ? Nên em mới nghĩ ai cũng ngốc nghếch và thương xót em. Anh bắt đầu xoa xoa vào đùi cô. Lúc này Y Tuyết cảm thấy trong người bứt rứt, người mình càng lúc càng nóng, là do thuốc. Cô lại nhớ đến đêm hôm đó, không được, cứ như vậy thì nhất định sẽ cô liền lấy hết sức đẩy anh ra cố y tuyết cô y tuyết nhanh chóng cầm lấy chai nước đổ lên người mình tuyệt đối không được mất lý trí may mà giờ vẫn còn tỉnh táo cô đẩy cửa ra với ý nghĩ muốn rời khỏi đây lập tức cô y tuyết anh đưa tay ra định kéo cô lại thì lâm phi bạn tâm giao của y tuyết vừa hay tới đỡ cô y tuyết xin lỗi mình tới muộn cậu không sao chứ phi phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đừng hỏi nữa phi phi đưa mình về trước đã được chúng ta đi có sự chuẩn bị kỹ cô ấy thông minh hơn mình nghĩ lục thiếu gia có cần giữ người lại không không cần cho người đi theo để đảm bảo họ về nhà an toàn cố y tuyết rốt cuộc đến khi nào em mới sẵn sàng dựa vào anh trở về phía hai cô gái sau khi về tới nhà y tuyết liền cảm ơn phi phi cảm ơn cậu đã đưa mình về nhà cậu ai già đừng có nói vậy y tuyết à may mà lão già háo sắc đó cho cậu thuốc không mạnh lắm chứ không thì nguy hiểm rồi nhưng mà sao cậu quen được lục lệ dương vậy mình nghe nói tên này rất ghê gớm để ý cô gái nào rồi là chạy không thoát đâu đừng vì đánh mất lý trí mà đánh mất bản thân y tuyết lảng tránh sao mà mình quen biết với lục lệ dương được cậu nghĩ nhiều quá rồi và lại giờ mình có việc quan trọng hơn việc gì liên quan đến kim hành trưởng việc hôm nay mình sẽ không để yên đâu ngày hôm sau y tuyết hẹn gặp tên háo sắc kim hành trưởng vừa đến nơi ông ta đã mắng y tuyết con tiện nhân này còn dám hẹn ông ra ôm qua lục lệ dương bẻ ông gãy tay gãy chân gãy luôn mấy cái xương sườn rồi nghe xong cô liền cười vào mặt ông ta cười cười đi lát nữa tao cho mày khóc không kịp tao không tin hôm nay lục lệ dương còn bảo vệ mày được nhé cô ra chỉ là con kiến dưới chân tao nếu hôm nay mày không phục vụ tao tốt thì tao cho mày không ngóc đầu lên nổi y tuyết lại cầm ra cây bút ghi âm đe dọa ông ta kim hành trưởng ông bị thương đến mức này rồi mà còn sức nghĩ đến mấy chuyện đó sao nghe đoạn ghi âm này đi đã đến lúc này ông ta vô cùng tức giận con tiện nhân này mày dám y tuyết tự tin nói lạm dụng quyền lực cho mục đích cá nhân làm nhục xúc phạm phụ nữ dựa vào mấy tội danh trên đủ khiến ông tán ra bại sản rồi Kim hành trưởng ông không sợ ngồi tù ư, ông ta nhanh tay giật lại máy ghi âm rồi dẫm nát. Ha ha ha, để tao xem mày còn thủ thuật nào nữa. Y tuyết lại cười gian xảo nói không phải ông cho rằng tôi chỉ có một cây bút ghi âm đó chứ. Đúng rồi quên nói với ông. Ngoài bút ghi âm ra, tôi còn có được những tài liệu liên quan đến những thiếu nữ bị ông quấy rối, phụ nữ giúp phụ nữ, chứng cứ trong tay họ có lẽ còn lợi hại hơn của tôi nhiều. Cộng lại những thứ này để làm cho ông ăn cơm tù 10 năm đó. Cô Y tuyết, rốt cuộc mày muốn làm gì? tôi muốn ông kéo dài thời gian trả nợ của chúng tôi vô thời hạn mày không thể được chuyện vay trả của ngân hàng không phải chỉ một mình tao nói mà được hơn nữa mày cũng không chứng minh được là mày có tất cả chứng cứ đó mày định tay không bắt cọp à kim hành trưởng có lẽ ông vẫn chưa hiểu nhỉ tôi đến đây không phải để cầu xin ông thân bại danh liệt hay nghe theo yêu cầu của tôi tùy ông chọn ông ta trầm mặc suy nghĩ một lát rồi nhắm mắt trả lời tao nghe theo mày một tuần sau khi này y tuyết và lệ dương lại vô tình gặp nhau Lúc đi ngang anh cô thông báo vấn đề tiền bạc của Cố gia đã được giải quyết xong, không phiền Lục thiếu gia phải làm vị cứu tinh rồi, sẽ kéo dài thêm, à không đúng, mà là vô thời hạn, giải quyết được mối nguy của Cố gia thì lập tức qua cầu rút ván. Lật tẩy được Kim Hành trưởng, nha đầu này đúng là không vừa, nhưng Lục Lệ Dương đã muốn gì thì nhất định có bằng được, Cố Y Tuyết, em cũng không ngoại lệ, nghe tôi dặn đây, lập tức công khai toàn bộ việc trốn thuế của nhân viên cấp cao tập đoàn Lục thị cho các trang báo lớn, càng dùng beng càng tốt lần này tôi sẽ khiến em chủ động cầu xin tôi vài ngày sau tại công ty luật mạn phu cố tiểu thư công việc của cô rất tốt buổi phỏng vấn cũng rất xuất sắc tôi đã xem qua những vụ án mà cô đảm nhiệm ở mexico ý xử lý rất tốt chào mừng cô vào công ty luật mạn phu thẩm mạn phu ceo của công ty luật mạn phu cảm ơn ông rất vinh hạnh cho tôi về nước lâu rồi đã gặp đủ thứ chuyện rắc rối giờ vốn của cố thị đã lưu thông lại mình cũng đã thoát khỏi tên lục lệ dương biến thái đã đến lúc theo đuổi sự nghiệp của mình rồi đúng lúc này thì thư ký hấp tấp chạy vào báo tin luật sư thẩm không xong rồi thực tập sinh lưu hiểu manh mới tới tháng trước hiện cô ta đang ở trên nóc tòa nhà đối diện với tập đoàn xây dựng hồng vũ của lục tổng cô ấy nói nếu lục tổng không chấp nhận cô ấy thì cô ấy sẽ nhảy xuống cái gì lưu hiểu manh lúc trước cùng chúng ta theo dõi và giải quyết một vụ án tranh chấp kinh tế tiếp xúc nhiều rồi lại thích lục tổng của tập đoàn xây dựng hồng vũ lục tổng tuổi trẻ tài cao phong độ lại giàu có làm sao mà để ý con bé đó được đúng lúc hôm nay lục tổng đến công ty bàn hợp đồng lưu hiểu manh liền lên sân thượng gây áp lực với lục tổng nói rằng nếu lục tổng không chấp nhận cô ấy thì cô ấy sẽ nhảy xuống tuổi trẻ bây giờ yêu đương một chút là lại đòi tự sát không có chút trách nhiệm nào với tính mạng của mình thật là tập đoàn xây dựng hồng vũ lục lệ dương anh ta có hợp tác với công ty luật mạng phu à thật là trùng hợp trên sân thượng lúc này mọi người đang khuyên ngăn cô gái trẻ cô ơi cô hãy bình tĩnh lại nam chính và nữ chính lại một lần nữa chạm mặt với nhau lưu hiểu manh cô nể mặt tôi một chút cứ làm loạn lên vậy thì ra thể thống gì thầy thẩm em chỉ đang can đảm theo đuổi tình yêu của mình lục tổng hãy cho em một cơ hội để em làm bạn gái của anh anh nhất định sẽ yêu em lệ dương lạnh lùng hỏi xin lỗi cô là ai cô bé nghe xong liền hóa đá luôn lục lệ dương tính mạng là quan trọng nhất cứ cho là không thích thì cũng phải khuyên nhủ cô ấy đã không được ư lệ dương nói tiếp cô có nhảy xuống hay không đó cũng là việc của cô tôi không rảnh để đùa giỡn với cô đâu hơn nữa một người muốn tự tử nhưng vẫn ăn mặc trang điểm kỹ càng cô tưởng mọi người là đồ ngốc hết à hay là cô quá tự tin với kỹ năng diễn xuất của mình. Em, em không biết anh đang nói gì, thực sự anh cũng yêu em đúng không? Anh nhất định là đang đau lòng, ngay lập tức Lệ Dương nói ra tay, vệ sĩ của anh liền thành công kéo cô gái xuống. Các người, các người làm gì vậy? Bỏ tôi ra, Lục tổng, anh rõ ràng là để ý em mà. Cứ cho lần này em không thành công, chỉ cần có cơ hội em nhất định sẽ cược tính mạng này, chỉ chỉ cần anh thừa nhận yêu em. Hừ, tại sao tôi phải yêu đương với người mà tôi còn không quen biết chứ? Muốn chết ư? Ừ cứ tự nhiên lục lệ đường anh là tên ngụy quân tử tên cha nam anh sẽ không ngóc đầu lên được ở thương trường nữa đâu tôi tôi biết rõ toàn bộ chi tiết vụ tranh chấp của anh giờ tôi sẽ hoàn chỉnh lại rồi gửi cho đối tác của anh anh đợi mà đóng cửa công ty đi anh chà đạp tình cảm của tôi tôi sẽ không tha cho anh đâu tôi sẽ tự tay tiến tập đoàn hồng vũ của anh xuống mồ tự nghĩ cái con bé này là kẻ ngốc à y tuyết bực mình nói phát ngôn thiếu hiểu biết thì nên dừng lại chút đi có thật là cô học luật không vậy điều 42 bộ luật quản lý trị an quy định bất kỳ ai uy hiếp, vu khống, phát tán bí mật đời tư của người khác sẽ bị tạm giữ không quá 5 ngày, phạt tiền không quá 500 tệ, tình tiết tăng nặng thì tạm giữ từ 5 đến 10 ngày. Những lời lúc này của cô, có cần tự tính thử nếu làm loạn hơn sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào chưa? Ôi, ôi, cô câm miệng cho tôi, Lục Tổng, chuyện hôm nay thật là ngại quá, lát nữa về tôi sẽ chấn chỉnh lại nhân viên luật của tôi. Ừ, sau khi mọi người rời đi, anh kéo cô lại hỏi lúc nãy là luật sư cố ra mặt giúp tôi đấy à? hay là thấy có người thích tôi nên em ghen y tuyết đẩy anh ra lục tổng dù anh vừa cứu được người nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh một chút luật hình sự nước ta có quy định về nghĩa vụ cứu người vì hành vi trước đó của anh có nguy cơ làm cho đối phương tự sát nếu không giải cứu kịp thời thì sẽ cấu thành tội cố ý giết người phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nói cách khác sau vụ tai nạn này những lời giễu cợt của anh lúc nãy có thể được dùng làm bằng chứng tuyên án anh lục tổng nêu như không muốn vạ miệng thì lần sau làm ơn nên im lặng dùng luật sư cố nói không sai nhưng mà em đang giảng luật cho tôi đấy hà mỗi năm tôi chi hàng triệu đô tiền phí luật sư nếu ngay cả việc còn con này cũng không giải quyết được thì không phải luật sư mấy người vô dụng quá hà nghe câu vô dụng trong lòng y tuyết nổi cơn điên hư lục lệ dương cái tên cờ hó này lệ dương nói tiếp hơn nữa cô ta cũng không nhảy xuống đâu chỉ đang làm trò thôi phụ nữ bày trò như này tôi gặp nhiều rồi nếu như phụ nữ nào đổi tôi đều phải cưới hết thì chắc nhà tôi sẽ thành hậu cung mất lục tổng quả thật kinh nghiệm đầy mình nếu thích đụng chạm người khác như vậy thì tôi đề nghị anh nên tìm hiểu kỹ lại luật quy định về nội quy quấy rỗi đi. Đừng phí mấy triệu đô tiền luật sư mỗi năm nữa. Cô y tuyết em cần biết rằng không phải người phụ nữ nào lên giường tôi là đều có quyền lên giọng trước mặt tôi đâu, trừ khi cô ấy là bà Lục. Lại nữa lại nữa rồi, rảnh rỗi thì bớt đọc tiểu thuyết hư cấu lại đi, thời đại nào rồi còn đọc mấy thể loại ngôn tình tổng tài đó. Bà Lục tôi không có hứng thú, tôi đảm bảo em sẽ mau chóng hứng thú thôi, sau đó anh nhét vào túi quần cô một tờ giấy nhỏ đúng lúc này thì cô có điện thoại cô vừa nhấc máy lên thì bị chửi tiểu tiện nhân mày vẫn còn tâm trí đi lang bên ngoài à ba mày bệnh nặng nhập viện rồi kìa ngay lập tức y tuyết chạy tới bệnh viện với ba ba sao lại thành như vậy hôm nay tiêu đề chính các trang báo đều đưa tin hồ sơ trốn thuế các nhân viên cấp cao của công ty trước mặt đoàn thể công ty cảnh sát nhất định bắt ba mày để phối hợp điều tra ba mày xấu hổ quá rồi trợn mắt ngất xỉu đưa đến bệnh viện bác sĩ bảo bị bệnh tim cần phải thay van tim phí phẫu thuật là 30 vạn Tao tao không có tiền, tao với ba mày kết hôn mới mấy năm nay, kiếm đâu ra 30 vạn. Cô y tuyết, mày mới là đứa con mà ông ấy hết lòng nuôi dưỡng, nếu không muốn ông ấy chết thì mày tự tìm cách đi. Nhớ lại những lời mẹ kế nói cô vô cùng đau lòng, cô ra từng lớn mạnh như vậy, giờ lại không thể có nổi 30 vạn ư, mộ nhã linh. Rốt cuộc bà có chú ý gì, nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải mau chóng tìm đủ chi phí phẫu thuật cho bà, y à. Nhà chúng tôi đúng là có giao tình tốt với cố ra nhưng tiền bạc đâu phải chuyện nhẹ như lông hồng, họ hàng, họ hàng gì cô ra nhà các người sắp phá sản rồi lần sau đừng có tìm tôi nữa tôi có mượn tiền ba cô nhưng giờ chưa đến lúc trả mà cô nói ba cô sao bị bệnh tim à tút tút tất cả mọi người đều từ chối không cho vô vay tiền lúc này y tuyết mới hiểu lòng người thật bội bạc những người này trước đây khi kinh tế gặp khó khăn thì nhờ cố ra giúp cô ra chưa một lần từ chối bây giờ cố ra thế này thì ngay cả tiền cứu mạng cũng không cho mượn mẹ của phi phi bị viêm tiết niệu tiền chạy thận cũng tốn không ít cuối cùng thì mình còn có thể tìm ai giúp đỡ đây mình nhớ lục lệ dương có đưa danh thiếp của anh ta cho mình có lẽ chỉ còn anh ta có thể giúp cô lập tức gọi cho lệ dương alo là tôi cố y tuyết y tuyết lục lệ dương anh ra điều kiện đi bây giờ đã có hứng thú với vị trí bà lục rồi à cô nhanh chóng diện một bộ váy xẻ sâu tới gặp lục thiếu gia lúc này cô nghĩ không ngờ có ngày mình lại phải bán thân để kiếm tiền nhưng chuyện phẫu thuật của ba không thể kéo dài thêm nữa mình không còn sự lựa chọn nào cô lột chiếc váy xuống trước mặt anh yếu ớt nói lục thiếu gia như vậy đã đủ thành ý chưa đương nhiên nhưng nếu muốn tôi ra tay thì phải xem em thể hiện thế nào đã cô nhanh chóng đi tới ngồi vào lòng anh tôi biết anh không có nghĩa vụ phải giúp tôi chúng ta chỉ là đáp ứng nhu cầu mà thôi cô bắt đầu chạm lên người thì anh giữ tay cô lại bình thường tôi sẽ không ngủ hai lần với một người phụ nữ đâu nhưng khi tôi đã làm vậy nghĩa là tôi muốn bên cô ấy chọn đời vì vậy em nên hiểu rõ rốt cuộc có muốn lên giường với tôi không mối quan hệ chúng ta chỉ nên dừng lại trên giường thôi không được sao anh không cần chịu trách nhiệm với tôi chỉ nên tận hưởng niềm vui đêm nay thôi lệ dương nghe vậy kéo tay cô ngồi dựa ra ghế bảo cố y tuyết không phải tôi tìm đối tác trên giường mà là tìm bà lục nếu như em vẫn không hiểu thì em mặc đồ vào rồi đi đi hoặc về suy nghĩ kỹ rồi hãy tìm tôi đối với em tôi sẽ nhẫn nại nhưng tiền chữa bệnh cho ba tôi không thể chỉ hoãn thêm nữa lục lệ dương anh có thể tôi nói rồi tôi chỉ có một yêu cầu đó thôi nếu em không đồng ý thì đừng bàn nữa lệ dương nhìn cô liền nghĩ cố y tuyết em nguyện trở thành tình hai đêm với tôi nhưng nhất định không chịu làm vợ tôi, giờ qua năn nỉ tôi vẫn chưa muộn đâu. Y Tuyết buồn bã suy nghĩ vì ba mình đã từ bỏ luôn thể diện, nhưng kết hôn là chuyện cả đời, cô liền đứng dậy bước đi thôi thì về suy nghĩ cách khác vậy. Đúng lúc này Lê Danh đối tác làm ăn của Lệ Dương bước vào hỏi anh Lệ Dương, em gọi cho anh mấy cuộc sao anh không nghe máy? Vừa hay hai cô gái chạm mặt nhau. Lê Danh vẻ mặt tức giận bước tới hỏi Y Tuyết, cô là con hồ ly tinh không biết liêm sỉ nào đây, dụ dỗ đàn ông theo đến tận đây à? y tuyết cũng mạnh dạn hất tay cô ta rồi bảo bỏ tay ra cô cô dám đẩy tôi à cô à cô mới là người vừa vào đã chỉ mặt tôi chửi bới lung tung não cô có vấn đề thì mau đi chữa trị đi đừng có hành động ngông cuồng trước cửa nhà người khác tránh ra cô không được đi dám bắt nạt bổn tiểu thư à xem tôi giáo huấn cô thế nào cô có phải điên rồi không lúc này lệ dương bước ra ồn ào gì vậy anh lệ dương anh giải thích rõ cho em người phụ nữ này sao lại ở trong biệt thự của anh lê doanh chuyện riêng của tôi từ khi nào phải báo cáo cho cô biết vậy cô chẳng qua chỉ là đối tác làm ăn của tôi thôi em em nếu như không có việc gì cô có thể về rồi tôi không thích người không liên quan gì mà ở trong nhà tôi đâu đi thôi y tuyết tôi đưa em về cảm ơn vừa bước đến cửa thì cô ta chửi tiện nhân cô đừng đắc ý sớm anh lệ dương chẳng qua chỉ chơi đùa với cô mà thôi những phụ nữ bị anh ấy chơi chán rồi rất nhiều cô chỉ là một trong những phụ nữ đó thôi tôi mới là thanh mai trúc mã của anh ấy chúng tôi đã có tình cảm với nhau hai mươi mấy năm rồi cô không cướp được anh ấy đâu vậy à có một số người mới quen biết một ngày đã cưới rồi nhưng có một số người dù quen biết cả đời cũng vẫn trắng tay vị tiểu thư đây không phải là hai người không có duyên chỉ là anh ấy không hứng thú với cô không sai sau khi gặp được em tôi chỉ hứng thú với mình em mà thôi lục thiếu gia thật biết nói đùa chị đây chỉ đang diễn cho thôi đừng có tưởng thật như vậy thấy hai người thân mật cô gái rất tức cô ta dựa vào cái gì mà biến Lệ Dương thành người dịu dàng như vậy. Dám cướp người đàn ông của tôi, tôi nhất định không tha cho cô. Cảnh chuyển đến mấy ngày sau, ở bãi giữ xe của bệnh viện. Y tuyết vừa đi vừa bần thần suy nghĩ tình trạng của ba càng lúc càng bi quan hơn. Mình phải sớm tìm cách mới được. Ngoài lục Lệ Dương ra, mình còn có thể tìm ai giúp đây. Đột nhiên từ phía sau một thanh gỗ đập vào đầu khiến cô ngã khụy xuống đất. Rốt cuộc là ai? Y tuyết ngất đi. Sau khi tỉnh dậy cô rất hoang mang, ở đây là đâu? Lẽ nào mình bị bắt cóc? nhưng cố ra sắp phá sản rồi, nợ cả trăm triệu. Đối phương không thể là vì tiền được, vậy là ân oán cá nhân, rốt cuộc là ai muốn báo thù mình. Lúc này Lê Doanh xuất hiện, cố y tuyết. Không phải cô rất khoe khoang sao, sao giờ một chữ cũng không nói nổi vậy. Tiểu tiện nhân, tôi cứ tưởng cô cũng có ra thế lắm. Nào ngờ chỉ là con gái của một gia đình sắp phá sản, như vậy thì để xem cô làm thế nào cướp được anh Lệ Dương của tôi, hóa ra là vẫn vì lục Lệ Dương, đúng là đồ thần kinh. Nhưng người chọc tức cô ta là mình, rồi chỉ có thể tuân theo cô ta y tuyết giả vừa đáng thương lê tiểu thư tôi tôi sai rồi sau này tôi không dám dính lấy lục thiếu gia nữa xin cô tha cho tôi tha cho cô à tôi khó lắm mới bắt cóc được cô sao có thể thả cô đi như vậy được cô biết nơi này là đâu không hộp đêm rừng đen là chỗ ăn chơi lớn nhất thành phố b cô thích dụ dỗ đàn ông như vậy thì bán thân ở đây cả đời đi à điên này cô ta vốn dĩ không muốn thả mình đi lê danh nếu như cô không mù luật thì nên biết rằng bắt cóc là tội nặng ít nhất cũng bị phạt tù 10 năm. Tôi khuyên cô lập tức thả tôi ra, tôi đảm bảo sau khi về tuyệt đối sẽ không nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, cũng không báo cảnh sát, không hổ danh là luật sư. Miệng lưỡi thật sắc bén, đáng tiếc cô không về được rồi, cô y tuyết ở chỗ này không có ai để ý đến cô đâu. Họ chỉ chơi đùa với cô hết lần này đến lần khác cho tới khi cô chết thôi, con à điên, thật sự khó ăn quá, làm sao đây, tiểu thư đồ đạc của người phụ nữ này giờ xử lý thế nào. Vứt bỏ đi, vứt càng xa càng tốt, đợi đã, cô không tò mò làm thế nào mà tôi có được lục lệ dương à? thấy à ta có vẻ quan tâm y tuyết liền bảo lê tiểu thư bên ngoài đều bảo lục thiếu gia đã ngủ với phụ nữ một lần thì sẽ không có lần hai nhưng cô vẫn không biết à? hôm qua là lần thứ hai tôi đã lên giường với lục thiếu gia đấy tôi chỉ cần ngoắc tay thôi thì anh ấy đã lao vào vồ vập rồi tiện nhân tao vốn biết mày là người dụ dỗ anh lệ dương mà nói xong à ta liền tát một cái vào mặt y tuyết y tuyết nói tiếp thái độ của lục lệ dương với tôi thế nào cô cũng nhìn thấy rồi Cô không muốn biết tôi dựa vào điều gì để mê hoặc anh ấy à, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói, Lục Lệ Dương sẽ phải quỳ dưới chân cô thôi, làm thế nào? Mày nói mau, nếu không thì tao sẽ cho người xử mày đấy, đơn giản thôi, cô đưa điện thoại cho tôi. À ta lập tức đưa điện thoại cho Y Tuyết không quên dặn dò, mày đừng có mà giở trò đấy, mau lên, Y Tuyết cười thầm thành công rồi. Dù đã cầm được điện thoại rồi nhưng làm sao để gửi tín hiệu cầu cứu mà không bị cô ta phát hiện đây, trực tiếp báo cảnh sát, không được, lộ liễu quá. Bình tĩnh nhất định sẽ có cách. Vừa hai lúc này Lục Lệ Dương gọi đến, cô ta lập tức quát đưa điện thoại cho tao, nhận thấy cơ hội tốt nên Y Tuyết liền bấm bắt máy nhưng lại bị Lê Doanh giật lại. Ai cho mày bắt máy? Tôi tôi không cố ý. Y Tuyết em suy nghĩ thế nào rồi? Y Tuyết em sao vậy? Sao không nói gì? Lê Doanh lập tức nói nhỏ tao cho mày thêm một cơ hội, nếu mày còn dám nói lung tung, tao sẽ giết mày ngay lập tức. Cô Y Tuyết trả lời tôi. Ừ Vừa nãy sao không nói gì cả? Vừa nãy hơi bận, giờ hết bận rồi. Ồ Vậy lời đề nghị của tôi, y tuyết liền nói đúng rồi anh yêu à. Rốt cuộc thì khi nào em mới thành bà lục đây, em không quan tâm, chỉ sợ rằng Lê Tiểu Thư đợi không nổi rồi, Lê Danh lập tức tắt máy. Cô y tuyết, lẽ nào Lê Danh đã phát hiện được mình cầu cứu lục Lệ Dương, lúc này Lệ Dương suy nghĩ, bà lục, Lê Doanh. Một lát sau khi phát hiện y tuyết xảy ra chuyện, anh liền gọi điện thoại, alo, thành viễn, lập tức tra định vị điện thoại của cố y tuyết, còn nữa điều tra rõ lịch trình hôm nay của Lê Doanh. Làm gấp, dù cho sới tung cả thành phố bên này lên cũng phải tìm ra cố y tuyết cho tôi, trở về phía lê doanh, à ta tức quá liền tát y tuyết. Mày dựa vào cái gì mà dám mơ tưởng vị trí bà Lục hả? Y tuyết lúc này bị tắt nhưng lại thấy may mắn vì cô ta chưa nhận ra, sau khi xem điện thoại Lê Doanh mới phát hiện. Đậu phộng trong điện thoại rõ ràng không có gì cả, mày lừa tao à, tiêu rồi, bị phát hiện rồi, à ta tức giận quay qua túm tóc Y tuyết bảo đây là do mày tự chuốc lấy đấy nhé. Mày cứ ở đây mà từ từ tận hưởng, mày mãi mãi sẽ không ở bên cạnh anh lệ dương được nữa đâu lê tiểu thư chúng tôi đến rồi y tuyết hoảng hốt cái gì cô lập tức bị hai gã đàn ông lôi ra y tuyết liên tục gào thét bỏ tôi ra bỏ tôi ra các người làm như vậy là phạm pháp đây quả là món hàng ngon hãy ngoan ngoãn nghe lời đi nếu không thì chỉ có cô bị thương mà thôi y tuyết hoảng loạn suy nghĩ sao lâu như vậy rồi mà chưa có ai đến lẽ nào lục lệ dương không hiểu lời câu cứu của mình không được mình không thể chết ở đây được y tuyết cố gắng vùng vẫy tát cho hắn ta rồi bảo cút đi à mày dám đánh ông à giữ chặt nó cho tao lát nữa mày lên thớt rồi để xem mày còn giả vờ làm phụ nữ trong trắng ngoan cường nữa không cứ để ông đây kiểm tra hàng trước vậy lẽ nào mình sẽ bị rốt cuộc phải làm thế nào để thoát khỏi đây đúng lúc nguy cấp thì lệ dương đạp cửa vào bỏ cô ấy ra hai tên háo sắc lập tức bị đàn em của lệ dương bắt lại anh ôm lấy cô vào lòng y tuyết em không sao chứ lục lệ dương là tôi y tuyết tôi ở đây lúc này lê doanh đẩy cửa bước vào hỏi sao à tiện nhanh cố y tuyết vẫn chưa được đem ra tôi trả cho các người nhiều tiền như vậy mà có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong dám bắt cóc người phụ nữ của tôi ngay trước mũi tôi lê doanh cô đúng là gan to cô muốn làm gì y tuyết bắt cóc hay là cưỡng hiếp anh lệ dương em em không có cô y tuyết là người phụ nữ của tôi nếu như cô đã dám đụng vào thì tự giác mà trả giá lại đi anh lệ dương anh nghe em giải thích đã các người muốn làm gì bỏ tôi ra lục lệ dương anh đừng quên ba tôi là cổ đông của tập đoàn hồng vũ anh mà muốn làm gì tôi thì ông ấy sẽ không để yên đâu chỉ là một cổ đông nhỏ mà thôi chẳng đáng gì trong mắt tôi lê danh cô nên thấy may mắn lục lệ dương tôi không xấu xa và độc như cô anh anh lệ dương em biết anh vẫn thương xót em mà ừ cô nghĩ nhiều rồi từ nay về sau cô cứ ở trong bệnh viện tâm thần mà sống cả đời đi cái gì không em không muốn anh lệ dương em sai rồi anh tha cho em đi anh lệ dương lục lệ dương các người là một đôi cầu nam nữ, dám động vào tôi. Ba tôi sẽ không tha cho các người, lúc này lệ dương tự nhủ, y tuyết tôi sẽ không để người khác làm hại em nữa đâu. Chuyển cảnh y tuyết lúc này nằm mơ thấy mẹ gọi cô ấy, y y, y y, mẹ, y y con gái của mẹ, mẹ, mẹ đến cứu con đúng không? Mẹ vẫn luôn dạy con phải kiên cường, dũng cảm, con xin lỗi mẹ, con không thể trụ nổi nữa, y y sắp phải đến tìm mẹ rồi. Thấy cô liên tục gọi mẹ lệ dương liền gọi lớn y tuyết, cô y tuyết, tỉnh dậy trong đầu cô hoang mang đây là bệnh viện ư tỉnh rồi hả à? cô vội lật chân lên nhìn nhìn quần áo của mình được thay rồi cô lập tức đẩy anh ra đừng đụng vào tôi cút đi phản ứng mạnh như vậy lẽ nào em đang ngại ngùng yên tâm đi quần áo trên người em là do y tá giúp em thay tôi không có nhân cơ hội mà động chạm đâu cô vội bỏ chân ra đi xuống giường tiêu rồi bệnh của ba tôi bước chân lảo đảo ngã về trước anh nhanh chóng đỡ cô lại cẩn thận chút ba em vừa phẫu thuật xong vẫn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt giờ em có đi cũng không gặp được ông ấy đâu nhưng tôi vẫn muốn đi xem thử lục thiếu gia tốt nhất nên cách xa tôi ra tôi sợ rằng những người theo đuổi anh nhìn thấy lại bắt cóc tôi đến nơi kỳ quái nào đó cho tấn nữa lục lệ dương anh làm gì vậy đưa em đi gặp ba em tôi tự đi được trên người em vẫn còn vết thương bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng chuyện lần này sau nãy sẽ không xảy ra nữa đâu tôi đảm bảo với em lẽ nào anh ta đang xin lỗi mình lời lục thiếu gia nói tốt nhất nên là sự thật Cuộc phẫu thuật của ba em được thực hiện bởi giáo sư quý là người có uy tín về bệnh tim mạch trong nước. Phẫu thuật rất thành công nên em không cần phải lo lắng. Là anh cha phí phẫu thuật dùng tôi à? Nếu không thì sao? Lẽ nào là bạn trai cũ người đã kết hôn rồi nhưng luôn nghĩ về em? Là ý gì? Em tự xem đi. Nội dung tin nhắn. Y tuyết anh đã nghe chuyện của bác cố rồi. Lúc trước là anh sai. Nhưng em vẫn đặc biệt tồn tại trong lòng anh. Anh đã rút 30 vạn. Chúng ta gặp nhau được không? Anh muốn trực tiếp đưa tiền cho em. Hừ đều là mộ thiệu thần đẩy mình vào hoàn cảnh khốn khổ đó giờ hắn lại còn nói ra được những lời này đúng là đồ vô liêm sỉ hắn ta có mục đích gì không thể đơn thuần là muốn giúp mình được thay vì bị động dính líu vào hắn ta chi bằng giao dịch với lệ dương ít ra mình cũng không thấy kinh tởm em thật sự đã giải quyết hết rồi anh không cần châm chọc tôi tôi thương xót em thôi hắn ta không xứng với em hừ nói cho cùng thì đàn ông không phải đều giống nhau sao được rồi người em cũng đã gặp rồi tiếp theo chi bằng chúng ta đi xem thử phòng tân hôn nhé vì vậy tôi đã không thể từ chối cơ hội này nữa rồi em nói gì cô liền nói đồng ý tôi sẽ lấy anh em đồng ý rồi em cứ cho là tôi từ chối thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc phải làm sao thay vì đợi anh dùng hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác thì chi bằng như thế này sẽ giảm bớt chuyện hơn ngoài ra lục thiếu gia à anh đã nghe qua hôn nhân hình thức chưa hai bên nam nữ làm thủ tục kết hôn hợp pháp nhưng về sinh lý lẫn nhân cách thì đều giữ gìn như độc thân chỉ là thân phận vợ chồng trên danh nghĩa thôi thực chất bên trong thì không tôi rõ nhưng cũng không quan tâm mục đích của em là gì nhưng nếu như hai người chúng ta kết hôn dù tôi xem đó là hôn nhân hình thức nhưng đối với tôi mà nói thì không phải cô y tuyết em quên rồi à tôi chỉ là một người đàn ông bình thường rồi giàu sinh lực thôi xem ra tôi phải để em nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó lục lệ dương anh bị thần kinh à ở đây là bệnh viện đó lúc này mấy ông bác sĩ đi đến làm cho y tuyết ngại muốn độn thổ liền tung một đấm vô cùng yêu thương vào cảm đối phương rất nhanh ở một căn nhà khác ông lục bà lục chào mừng đến trang viên Âu Hoa, ông lục mặt của ngài, tôi không sao chúng tôi muốn tự đi xem trước. Căn nhà này tương tự như biệt thự hoa viên ở Tây Âu, môi trường phù hợp giao thông thuận lợi, khuyết điểm duy nhất là tiện ích hơi nhỏ chỉ bằng một nửa so với biệt thự hoa viên ở Tây Âu. Em cảm thấy thế nào? Hư căn nhà 300 mét vuông mà anh ta lại bảo là nhỏ, thế giới của thượng lưu đúng là người bình thường khó có thể hiểu được. Có lớn hay nhỏ thì cũng chỉ là căn nhà thôi, nhà thì không phân biệt lớn nhỏ, ha ha nhà thì không phân biệt lớn nhỏ ư, ừ, này y tuyết. Thôi bớt bớt lại, đây đây là, là một luật sư chuyện nghiệp, tôi cảm thấy chúng ta cần phải soạn trước hợp đồng tiền hôn nhân. Không vội anh nghĩ giữa chúng ta còn rất nhiều thời gian để từ từ thảo luận, sau đó cả hai lại đi đến một nhà hàng Âu, nhanh gọn chọn nhà cưới, còn giao hợp đồng mua nhà cho mình. Lục Lệ Dương rốt cuộc đang bàn tính điều gì, Hưng Minh còn là người đứng tên mua nhà, ngày mua nhà là ngày thứ hai sau lần đầu mình và anh ta gặp nhau. Anh ta dùng tên mình để mua tài sản đáng giá hàng triệu, lẽ nào anh ta sớm đã dự định cưới mình, nhìn gì mà chăm chú vậy tôi rất đẹp trai à chỉ là tò mò anh không giống kiểu người chỉ ngủ với người khác một lần đã nảy sinh tình cảm cho nên tại sao anh nhất định lại không ngừng theo đuổi tôi đương nhiên là vì sức quyến rũ của em quá lớn cảm ơn lục thiếu gia quá khen dựa theo mối quan hệ của chúng ta hiện giờ thì em có thể gọi tôi là lệ dương lúc này lại có tiếng gọi lục tổng làm anh phải quay lại tần nhị thiếu gia lục tổng anh cũng đến đây dùng bữa à tôi đi xem nhà cưới ở gần đây nên tiện đường vào đây ăn thôi nhà cưới ư anh sắp kết hôn sao chuyện này hình như không liên quan gì đến tiểu thư tài y. Đương nhiên nếu cô muốn làm bạn nữ đi cặp với tần nhị thiếu đến tham dự hôn lễ thì tôi cũng không phiền mà sắp xếp thêm một chỗ, vị này chắc là cô dâu nhỉ. Vừa nói tóc tím vừa cố ý làm ngã ly rượu trên bàn làm nó đổ lên người cố y tuyết, y tuyết em có sao không, ai ra vị tiểu thư này cô không sao chứ. Thật ngại quá tôi không ngờ là lệ dương sau bao năm phong lưu đa tình nay lại bị cô thu phục nên thấy hơi ngạc nhiên, y tuyết không biết đáp lại như thế nào nên đành xin phép vào nhà vệ sinh. Tả y đó vốn dĩ là cố ý mà, rốt cuộc cô ta và Lệ Dương có quan hệ gì, lúc này có một người nữa cũng bước vào, trà neo nờ năm tươi mát như gió thoảng trong veo như nước. Nước hoa thì không tiếc chỉ tiếc là Lệ Dương không thích đâu, sau này đừng dùng nữa, ưng ừ, mùi chua hơi nồng. Nếu như cô muốn được ở bên cạnh Lệ Dương lâu dài, tôi có một cách đấy, đó chính là bắt trước tôi. Ô thật vậy sao, bảo chính thất bắt trước tiểu tam, đầu óc người này quả là không bình thường, lúc nãy bên ngoài nhìn chưa kỹ. Ngoại hình của cô cũng có nét giống tôi đấy, Đối với đàn ông mà nói, nếu như không có được người phụ nữ mình yêu thì tìm sản phẩm tương đồng để thay thế cũng là một lựa chọn không tồi. Cô không trở thành tôi được, nhưng làm hàng fake cao cấp thì cũng có thể nhận được nhiều lợi ích lắm nha." Hừng cô nói xong chưa, người phụ nữ lệ dương yêu nhất, tôi thấy cùng lắm thì cô chỉ là bạn gái cũ bị lãng quên mà thôi. Muốn tôi bắt chước cô à? Bắt chước cô để sau này bị bỏ rơi sao?" Tả Y bị lời nói của Y Tuyết làm cho câm lặng. "Tiểu thư à, tôi cần làm rõ với cô một chút, tôi là vợ của người đàn ông mà cô thành khát đấy." muốn gây mâu thuẫn à? trước tiên phải dẹp bỏ sự ghen tị trong mắt cô đi. hừ anh ấy đưa cô xuất hiện trước mặt tôi chỉ là muốn tôi ghen thôi. cô cho rằng tôi ghen tị với cô sao? nếu cô đã chắc chắn như vậy thì tôi cũng không nỡ phá tan mộng tưởng đẹp đẽ của cô. mối quan hệ của lệ dương và tần nhị thiếu xem ra cũng khá tốt. chi bằng lúc chúng tôi tổ chức hôn lễ, cô đích thân đến chứng kiến hạnh phúc của chúng tôi nhé. đương nhiên miễn là lúc đó lệ dương không quên mời cô. chớt tiệt cô dám nói như vậy ư? Ừ. hừ cô muốn làm gì? căng thẳng vậy làm gì? tôi chỉ muốn kéo lại váy cho cô mà thôi. Ngụy Biện rõ ràng tay cô ta lúc nãy là muốn xé rách váy của mình, bên ngoài đông người như vậy, nếu như cô ta thành công thì không biết cô ta sẽ lại làm ra chuyện gì nữa. Hư người phụ nữ này quả là không đơn giản, rất nhanh sau khi đấu trí cả hai lại đi ra ngoài, sao đi lâu vậy xảy ra chuyện gì à? Y tuyết em không vui à, chỉ là một cái váy thôi mà lát nữa tôi sẽ dắt em đi mua sắm, không cần. Ân huệ của lục tổng tôi nhận không nổi, trên thế gian này, ngoài em ra thì còn ai có thể khiến tôi đi cùng nữa nói chuyện bình thường được rồi còn kéo lại làm gì vậy mình còn tưởng cô ta sẽ giống với những ả phụ nữ ngu ngốc trước đó bắt chước theo lời nói và hành động của mình hoặc là trực tiếp làm loạn lên với lệ dương không ngờ người phụ nữ này lại bình tĩnh như vậy tả y đang nghĩ gì mà thất thần vậy không có gì chỉ là vừa nãy nói chuyện với lục phu nhân vài câu rất truyền cảm hứng vốn dĩ tôi định xin lỗi lục phu nhân vì sự bất cẩn của mình không ngờ là chúng ta lại nói chuyện rất hợp nhau nếu như sau này có thể được gặp gỡ lục phu nhân thì tốt quá tôi thấy chúng ta không cần thiết phải qua lại với nhau muốn âm mưu với mình ư xin lỗi bổn tiểu thư chỉ thích chơi thẳng mặt thôi lục lục phu nhân à một tiếng phu nhân hai tiếng phu nhân cô là nô à nghe cho rõ đây bổn tiểu thư tên là cố y tuyết nhưng e rằng trong lòng tả tiểu thư chỉ có một chữ lục thôi là ý gì tả y lẽ nào trong lòng em vẫn nhớ đến lục lệ dương sao sao có thể chứ em và anh ta đã chia tay rồi ngài lục đối với em mà nói chỉ là người yêu cũ mà thôi lục tổng bị người yêu cũ phủ nhận ngay trước mặt cảm giác thế nào đã từng có tình cảm thì mới gọi là người yêu cũ không có tình cảm thì chỉ xem là người qua đường thôi. Lệ Dương đã nhiều năm như vậy rồi chuyện hiểu lầm của anh đối với em vẫn còn nặng như vậy sao? Dù sao thì chúng ta cũng chia tay rồi, nếu còn qua lại phiền phức thì anh không giống người mà em đã từng quen đâu, hư còn đang tính toán gì. Cái trò giả vờ trước mặt đàn ông đó diễn cũng khá lắm, Lục Tổng dù tôi không có ấn tượng tốt gì về anh, nhưng tôi chịu không nỗi vẻ ngạo mạn của cô ta. Chi bằng để tôi giúp anh lật ngược ván này, nói xong cô y lệ cúi người áp mặt vào Lệ Dương, hở cô ta tính làm gì chúng ta bắt đầu hợp tác lúc này y tuyết hôn lấy lệ dương anh yêu à khi nào chúng ta về nhà vậy trà xanh ở đây chua quá em uống không nổi bình tĩnh nào chỉ cần nắm được trần thiếu dương thì vẫn còn cơ hội tiếp cận lục lệ dương dù cho bọn họ kết hôn thì cũng ly hôn được thôi không phải sao anh cũng uống không nổi vậy chúng ta đi thôi bảo anh phối hợp diễn kịch cùng với tôi không phải bảo anh từ khách đổi thành chủ như vậy đâu ai ra thấy lệ dương và y tuyết hai người ân ái như vậy tôi cũng an tâm rồi Tả tiểu thư tình cảm của tôi và vợ tôi không cần cô phải bận tâm đâu. Lục tổng à Tả Y chỉ là có ý tốt, có ý tốt với người đàn ông khác không phải là thói quen tốt đâu. Tần nhị thiếu cũng nên lưu ý một chút. Thôi chúng tôi đi trước hai người ăn ngon miệng nhé. Y Tuyết và Lệ Dương rời đi để lại Trần Thiếu Dương a cay. Tả Y lẽ nào thật sự em với Lệ Dương? đương nhiên không phải. Thiếu Dương anh đang nghĩ gì vậy chứ? Đúng rồi tháng sau em có một vở diễn, anh nhất định phải đến nhé. Lúc này Tả Y đã nhắn một tin cho Nam Cam điều tra người phụ nữ tên cố y tuyết cô ta là vị hôn thê của lục lệ dương tiền tôi sẽ trực tiếp chuyển vào tài khoản rất nhanh lệ dương đã đưa y tuyết về nhà em dọn ra khỏi cố ra rồi à đã sớm dọn ra rồi căn nhà này gần công ty lại còn có thể tránh được nhiều phiền não đột nhiên lệ dương nắm lấy tay kéo cô vào trong lòng không mời tôi vào nhà ngồi sao anh nghiêm túc đó à chúng ta vừa mới gặp lại người yêu cũ cực kỳ dịu dàng của anh đó lục tổng không có người phụ nữ nào lại hy vọng chồng mình vẫn còn liên hệ với quá khứ đâu nếu như cô người yêu cũ đó vẫn còn quấn lấy anh thì tôi nghĩ tôi cần xem xét lại chuyện hôn nhân hình thức này e không cần lo lắng cô ta sẽ phá hỏng tình cảm của chúng ta đâu dù gì thì kể từ khi quen biết em đến giờ trong mắt tôi đã không còn thấy bất kỳ người phụ nữ nào khác rồi ai lo lắng chuyện này chứ sao cứ luôn bị gã đàn ông này trêu chọc chứ mình muốn thắng lại một ván nhắc đến thì tả tiểu thư có vẻ rất là hiểu anh còn biết anh không thích mùi nước hoa trên người tôi làm tôi có chút tò mò về mối quan hệ trước đây của hai người rồi nhưng tôi đã bị mùi của em mê hoặc cuốn hút rồi đặc biệt là đêm hôm đó vậy sao hay là hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là mê hoặc cuốn hút thật sự nhé trong lúc gạ gẫm y tuyết đã âm thầm cài chặt dây an toàn của lệ dương cài xong cô liền quay xe thôi bỏ đi tôi về đây y tuyết từ từ hưởng dây an toàn được thắt từ lúc nào vậy đúng là hết cách với cô ấy ha ha cuối cùng cũng thấy được bộ dạng đầu hàng của anh ta rồi đang thỏa mãn đi được mấy bước thì đột nhiên có tiếng gọi y tuyết làm cô giật cả mình anh đợi em về nãy giờ Mộ Thiệu Thần sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi? Anh lo lắng cho em nên hỏi cô địa chỉ của em, nhưng sao em lại đi cùng với Lục Lệ Dương lẽ nào, em thật sự vì 30 vạn mà bán thân mình sao? Mộ Thiệu Thần anh đợi trước cổng nhà tôi là để sỉ nhục tôi sao? Y y là anh lo lắng cho em, em thật sự vì 30 vạn mà nhận sự ban phát từ thiện của Lục Lệ Dương, chấp nhận những điều anh ta muốn ở em sao? Rõ ràng là anh có thể đưa cho em, sao em phải đi tìm người đàn ông khác? Tôi thà nhận sự từ thiện của anh ta còn hơn là gặp mặt anh mộ thiệu thần chúng ta sớm đã cắt đứt hoàn toàn rồi tôi ở bên ai thì liên quan gì với anh ý ý anh anh đến đây vợ anh có biết không đứng núi này còn trông núi nọ xem ra đàn ông đúng là chỉ có lúc chết mới thành thật mà thôi nếu đã chia tay rồi thì cũng nên minh bạch rõ ràng về sau đừng đến tìm tôi nữa y tuyết em đừng đi mộ thiệu thần anh làm gì vậy em lạnh lùng với anh như vậy là vì lục lệ dương sao xem ra anh chưa bao giờ tự cảm thấy bản thân mình đã làm gì sai sao một thiệu thần tôi thật hối hận khi đã từng thích anh Lúc này mộ thiệu thần bóp chặt tay y tuyết làm cô đau kêu lên một tiếng ư, y y anh không cố ý, mộ thiệu thần rốt cuộc anh muốn làm gì. Anh chỉ lo lắng cho em lục lệ dương phong lưu đa tình thích trêu hoa gạo bướm, em ở bên hắn ta chỉ là bị chơi đùa mà thôi, sẽ không có kết quả gì đâu. Phong lưu đa tình anh mộ đang nói tôi sao, tôi thậm chí còn không biết mình phong lưu như vậy đấy, anh anh, không phải anh đi rồi sao. Vốn dĩ định đợi em vào nhà rồi mới đi, không ngờ lại xem được một trò vui như vậy, xem ra em không xử lý được mộ thiệu thần rồi nếu như vậy có cần lợi dụng tôi một chút không lục tổng chịu để tôi lợi dụng sao không cần em cầu xin cũng vẫn được dám khiêu khích người phụ nữ của lục lệ dương ngay trước mặt tôi đây anh mộ đúng là to gan anh lục à tôi biết anh quyền cao chức trọng ở thành phố bên này nhưng y y không phải người phụ nữ của ai cả mong anh đừng nói những lời khiến người khác hiểu lầm cô ấy như vậy hiểu lầm sao e rằng người hiểu lầm chính là anh đó mộ thiệu thần à dù sao thì y tuyết và tôi cũng sắp kết hôn rồi cái gì y em nói cho anh biết điều anh ta nói có thật không là thật hôm nay chúng tôi đã đi xem nhà cưới đợi sức khỏe ba tôi tốt lên tôi sẽ kết hôn với lục lệ dương mộ thiệu thần anh nên nhìn nhận rõ là bây giờ chúng ta đã không còn bất kỳ mối quan hệ gì nữa rồi sau này đừng dính lấy tôi nữa mộ thiệu thần à đừng để tôi thêm khinh bỉ anh y y tại sao chứ sao chúng ta lại đi đến bước đường này ngày mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh anh lại đi phản bội tôi mộ thiệu thần từ nay về sau anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa để tránh làm bẩn mắt của tôi nói xong y tuyết quay đi cùng lệ dương để lại thiệu thần đứng ngẩn người một lúc thì có điện thoại sao muộn vậy rồi anh còn chưa về nhà mộ thiệu thần có phải anh lại đi tìm ả à, tiện nhân cố y tuyết không tạ giai ngưng cô nói chuyện đàng hoàng một chút đi anh to tiếng với tôi ư mộ thiệu thần anh đừng quên tôi là vợ anh trước khi kết hôn tôi đã nói rõ rồi người tôi yêu không phải cô là cô nhất định muốn ở bên tôi vậy thì giai ngưng bây giờ cô đừng nên kỳ vọng quá nhiều ở tôi mộ thiệu thần anh là đồ khốn nạn Y, y nếu như ban đầu anh nghe được tin tức đó thì tốt hơn rồi. Sự thật đã khiến giữa chúng ta trở nên không còn cứu vãn được nữa. Còn y Tuyết rất nhanh đã lên nhà mình ở lầu 12. "Chuyện lúc nãy cảm ơn anh, một lời cảm ơn là không đủ với tôi đâu y Tuyết, thật sự không mời tôi vào nhà em ngồi một lát sao?" "Ờ, hôm nay thật sự không tiện, hôm khác tôi sẽ mời anh ăn cơm, so với ăn cơm thì tôi thích ăn em hơn. Hùng tổng tài bá đạo các anh cũng có KPI sao? Một ngày mà không nói mấy lời ong bướm đó là chết à? Cứ vậy đi tôi vào nhà đây." y Tuyết lúc gặp tả y em nói với tôi là không có người phụ nữ nào lại hy vọng chồng mình còn liên hệ với quá khứ là một người đàn ông tôi cũng không hy vọng người phụ nữ bên cạnh mình cả đời lại bị người yêu cũ làm ảnh hưởng đến tâm trạng đâu nếu như hắn đã không xứng thì em chỉ cần để tâm đến tôi là được rồi ừng tôi biết rồi nói xong y tuyết đi vào phòng khép cửa lại lục lệ dương nói đúng đã chia tay rồi thì nên cắt đứt sạch sẽ hà tất phải để một tên cha nam làm ảnh hưởng đến tâm trạng chứ lúc mình cần mộ thiệu thần nhất thì anh ta không ở bên cạnh mình bây giờ đừng mong dính dáng đến cuộc sống của mình nữa thời gian trôi đến ngày hôm sau ở nhà của y tuyết ba chúng ta đến nhà rồi trưởng oảng cuối cùng anh cũng về nhà rồi mấy hôm nay ở bệnh viện đã chịu nhiều cực khổ rồi nói rồi bà già liền đi lại đẩy người y tuyết nào để em giúp anh lúc trước vì không muốn trả tiền viện phí cho ba mà bỏ bê không quan tâm ông ấy bây giờ thì tận tụy trở lại người phụ nữ mộ nhã linh này thật đúng là trơ chẽn đột nhiên lại có tiếng gọi y y sao ở đâu cũng gặp anh ta thật là xui xẻo khi y tuyết chưa biết nên xử lý như thế nào thì đã có tiếng của mộ nhã linh giai ngưng cô có món đồ này cho con là gì vậy con nhìn là biết thôi rất nhanh giai ngưng đã quay trở ra thiệu thần em quay lại rồi nè xem chiếc vòng tay ngọc bích trên tay em có đẹp không cô cho em à ừ cô của anh thật là có lòng nói với em chiếc vòng này là vật lưu truyền của con dâu mộ gia bảo em hãy nhận lấy sau này kế thừa mộ gia cô ấy tự xem mình là mẹ chồng của em rồi hi hi cô cho thì em cứ nhận đi hùng con người thiệu thần cái gì cũng tốt chỉ là lạnh lùng quá đặc biệt là lúc trên giường anh yêu à cô còn hối chúng ta sanh một đứa con có phải anh nên phối hợp với em một chút không không phải bản thân em đã là một đứa con nít rồi sao đáng ghét hùng hai vị thể hiện tình cảm cũng nên ngó trước ngó sau chứ nếu như hai người có thói quen thể hiện tình cảm mọi lúc mọi nơi thì đừng có thể hiện ở nhà tôi nhìn rất chướng mắt y y em hiểu lầm rồi bọn anh không có chẳng có gì hiểu lầm cả cơm nấu xong rồi ba tôi bảo các người đến phòng ăn Y, y nói đúng ở nhà người khác phải ý tứ một chút đừng thân mật như vậy lại là cố y tuyết dựa vào cái gì mà mỗi khi cô ta xuất hiện ánh mắt của mộ thiệu thần đều tập trung vào cô ta a à, mẹ lưu để con giúp cảm ơn tiểu thư bát canh này còn hơi nóng cô cẩn thận nhé vâng a à, cơ hội tốt để mình giáo huấn cô ta y tuyết để tôi giúp cô không cần đâu nếu như cô đã không bị tổn hại gì phỏng mặt một chút cũng chẳng sao ai bảo cô luôn tranh cướp thiệu thần với tôi lúc này y tuyết nhân cơ hội hất mạnh bát canh vào người đối phương Á à nóng nóng quá. Cô Y Tuyết cô dám hất canh nóng vào tôi sao? Đây không phải là kết quả mà cô muốn sao? Chẳng qua tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Tạ giai Ngưng cô thật sự cho rằng tôi không nhìn ra thủ đoạn của cô sao? Xảy ra chuyện gì vậy? A à, Thiệu Thần, Thiệu Thần em đau quá, sao lại bất cẩn như vậy? Thiệu Thần anh đừng trách Y Tuyết, dù sao thì cô ấy cũng không cố ý. Cô Y Tuyết cô cố ý phải không? Không ngờ lại hại giai Ngưng thành ra như vậy. Y Y à, sao con lại bất cẩn như vậy? Mau xin lỗi giai Ngưng đi. Con bé dai ngưng rất rộng lượng nó sẽ không trách con đâu, anh xem bộ dạng không phục của nó kìa. Làm gì mà ngoan ngoãn chịu xin lỗi, nói không chừng nó còn cho rằng chúng ta đang hất nước bẩn vào nó. Em bớt nói lại vài câu đi, y y là đứa hiểu chuyện nó sẽ xin lỗi. Đã nhiều năm rồi, hai người vẫn là một người đốt lửa một người dập, không phải là ép tôi nhận điều mà tôi không nên nhận sao, như vậy cũng tốt đỡ ảnh hưởng đến thiệt hại của tôi. Tỉnh lại đi năm nay đã là 2023 rồi, mấy cái trò bịp bộng của các người muốn lừa ai nữa hả? thay vì vùi đầu vào tranh đấu với những người phụ nữ khác. Chi bằng giữ cho tốt người đàn ông của mình đi, cái quy luật đanh thép này phiền cô khắc sâu vào não dùng, lúc nãy ngạo mãn lắm mà sao giờ lại cục đuôi lại rồi. Ô quên mất là cô phải diễn vì bông hoa trắng nhỏ mỏng manh rồi, cô y tuyết, cô hại dai ngưng thành ra như vậy, một câu xin lỗi cũng không có, cô có giáo dục không vậy. Giáo dục của tôi thế nào thì cũng không đến lượt một kẻ cướp gia đình người khác như bà lên tiếng đâu, ồn ào quá, y y sao con có thể nói chuyện với người lớn như vậy hả? đúng là càng lớn càng không hiểu chuyện, con không hiểu chuyện cũng đúng thôi, trong lòng ba con chỉ là đứa con nít không hiểu chuyện, cho nên mỗi lần xảy ra xung đột bất luận sự thật thế nào. Ba đều yêu cầu con phải nhún nhường, thậm chí cuối cùng còn đẩy con ra nước ngoài, lúc trước là con quá ngây thơ, nên mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Từ nay về sau con sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu, tiểu tiện nhân mày hù dọa ai hả, tao mới là chủ của cái nhà này, trong lúc bà mẹ kế đang chuẩn bị vung tay tát vào y tuyết đột nhiên xuất hiện một bàn tay ngăn chặn làm mọi người ở đây vô cùng ngạc nhiên lúc không có tôi các người đối xử với y tuyết như vậy sao sao anh lại đến đây tôi không đến thì không biết em lại phải chịu uất ức lớn thế nào ở cố ra nữa lục tổng không phải ngài nói không đến sao sao người giúp việc lại dẫn ngài qua đây mau mời qua nhà ăn mẹ lưu chuẩn bị thêm bát đũa vốn dĩ định đến để bàn về hôn lễ của tôi và y tuyết nếu như cô ấy đã không thoải mái ở trong cố ra thì cũng không cần đâu y tuyết chúng ta đi nhé mình từng nghĩ rằng ở cố ra ít ra còn ba yêu thương mình nhưng nhìn lại hóa ra mình chỉ là người ngoài nếu đã như vậy thì còn lưu luyến gì nữa từ nay về sau mình sẽ sống cho mình lệ dương mình đi thôi rất nhanh y tuyết đã xuất hiện bên trong xe của lệ dương chúng ta đi đâu vậy đăng ký kết hôn a à, thật hay giả vậy đương nhiên là thật rồi mẹ kế của em đã gửi hộ khẩu của em đến công ty tôi từ sớm rồi mộ nhã linh tính toán rõ ràng thật thôi mình đã đồng ý với lục lệ dương rồi đăng ký kết hôn chẳng qua cũng chỉ là việc sớm muộn thôi chỉ là không nghĩ rằng nhanh như vậy em không đồng ý à sao có thể chứ có thể kết hôn với lục thiếu gia tôi có mong cũng không được chỉ là không ngờ lục thiếu gia lại tùy tiện như vậy ngay cả hình thức cầu hôn cũng không có lúc này lục lệ dương bất ngờ lấy ra một hộp nhỏ làm y tuyết ngạc nhiên đây là hình thức cầu hôn của anh ư ừ. ôi viên kim cương lớn vậy đúng là đại gia mà y tuyết em đồng ý lấy anh nhé không hổ là lục thiếu gia giàu có rộng lượng đối với đối tượng hình hôn mà cũng có thể hào phóng như vậy nhưng mà cái cách trao nhẫn này nó có quá chút ngoại lệ không Hẳn là phải quỳ xuống nữa chứ nhỉ Lục lệ dương này từ trước đến nay thật đúng là chưa từng quỳ qua ai Nhưng mà nếu quỳ để được cầu hôn em thì anh nguyện ý Lục lệ dương thanh niên này thật sự cũng biết nói chuyện ghê á Rất nhanh hai bên đã đăng ký kết hôn Mặc dù mình đã cùng lục lệ dương đi đến phòng lãnh chứng để làm giấy hôn thú Nhưng mình hoàn toàn không nghĩ rằng tiếp theo sẽ là hướng này Ý, ý à chúng ta đi ngủ thôi, ngủ liền bây giờ sao Cảnh tượng này có quá kích thích lắm không Ý, ý đừng lo lắng, tối nay anh sẽ không đi quá xa đâu chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp sau này em sẽ từ từ quen thôi sao giống giọng điệu dỗ dành em bé quá dạ anh nghĩ bổn tiểu thư đây không hiểu cái gì sao lục thiếu bận rộn như vậy nên cũng không cần tốn nhiều tâm tư vậy đâu gọi là ông xã mới đúng chứ hôn lễ đang trong quá trình chuẩn bị nửa tháng nữa anh sẽ cho em một cái hôn lễ hoàn hảo nhất nhưng tối nay chúng ta chỉ cần khoảng cách âm là được rồi tuy nói đã sớm biết cùng anh ta ở cùng một chỗ sẽ xảy ra chuyện gì nhưng thân thể lại không thể tự chủ được và đang bắt đầu run rẩy lên rồi cố y tuyết mày còn đang giả tạo cái gì nữa chứ mày đã chọn con đường này rồi thì đừng hối tiếc thật ư không được cứ coi anh ta như một con vịt đi nghĩ như vậy thì mình dường như đã kiếm được một chút hời rồi đã lúc này rồi mà còn có thể ngẩn người ra như vậy sao xem ra y y của anh còn chưa thông suốt sau này anh phải cố gắng thật tốt mới được ha lục thiếu coi bộ hơi bị tự tin về kỹ năng của mình rồi đấy có phải là anh đã quá coi thường em rồi hay không không xong rồi giống như có một sự hấp dẫn qua đầu thôi bỏ đi cứ tùy anh ta thôi cứ như vậy mà lục lệ dương lụng y tuyết mấy hiệp một lúc sau cô xuất hiện bên cửa sổ hừng cỏ phải vì do thay đổi chỗ ở hay không thân thể mệt mỏi như vậy nhưng vẫn không ngủ được mình thật sự càng ngày càng không hiểu lục lệ dương rốt cuộc vì cái gì mà anh ta lại cố tình muốn kết hôn với mình chứ mình đã đồng ý với lời cầu hôn của anh ta mình có thực sự làm điều đúng đắn rồi hay không y tuyết à lục lệ dương rõ ràng vừa rồi còn nồng nhiệt với mình chớp mắt đã có thể lạnh lùng rút người rời đi như vậy Y, y rốt cuộc là trái tim em có đủ chân thành hay không sao anh lại ra đây thấy em không có ở trong đó nên anh ra ngoài đây tìm hay là trái tim của em không chỉ có ở trên người anh thôi nhưng mà nếu không ở đây thì ở đâu thời gian còn dài chúng ta còn có cả đời để có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau thật tốt này này anh làm gì vậy mau buông em ra đi nào trong đêm tân hôn đầu tiên mà vợ của anh vẫn còn sức ra khỏi giường có vẻ như anh đã làm việc chưa đủ chăm chỉ rồi anh anh buông em xuống đi chúng ta đang ở bên cửa sổ đó đi về phòng trước cái đã. Anh sẽ kiên nhẫn chờ cho đến khi em đem tất cả giao hết cho anh. Sáng ngày hôm sau y tuyết mệt mỏi nằm trên giường sau khi lụng đến 6-7 cái. Tối hôm qua lục lệ dương giày vò mình quá tàn nhẫn đi mà, làm cho người mình đau đớn ê ẩm hết cả. May mắn là anh ta vẫn còn chưa đến mức cầm thú. Nếu mà thêm 6-7 cái nữa thì xem ra những tiểu thuyết bá tổng kia đều chỉ là gạt người mà thôi. Trong lúc y tuyết đang cảm nhận lại chuyện hồi hôm thì cánh cửa mở ra. Tỉnh dậy sớm vậy sao? Lục lệ dương như thế nào mà anh vẫn còn ở đây vậy? đây là phòng cưới của chúng ta chứ không phải là khách sạn. Xin lỗi em vẫn còn chưa quen với việc cùng anh, vừa nói y tuyết vừa bước xuống giường, nhưng giữa hai chân không còn chút sức nào liền ngã xuống rất may lệ dương đã đỡ lấy. Xem ra sau này em phải làm quen với việc anh sẽ luôn ở bên cạnh em rồi, cười cái rể em như bậy giờ không phải là do hồi hôm anh làm sao. Được được là anh sai được chưa, nào hãy chọn một bộ mà em thích rồi thay đi nào. Trời ơi những bộ quần áo này toàn là theo phong cách mà mình thích đây mà, không nghĩ tới anh ấy còn có tâm như vậy có lẽ gả cho anh cũng không phải là giờ rất nhanh lục lệ dương đã giúp y tuyết thay đồ rồi xuống ăn sáng nhắc mới nhớ đây có phải là ngày đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn không nhỉ y y em đang suy nghĩ cái gì vậy em đang nghĩ từ hôm nay trở đi em sẽ phải đối mặt với anh ăn sáng phải không chắc là không chứ gì vì dù sao chúng ta cũng không quen đến mức đó mà he he cô ấy coi mình là gì vậy người thuê nhà sống trong cùng một căn biệt thự sao tức giận lục lệ dương giữ chặt tay y tuyết kéo cô ngã về phía mình lục lệ dương anh làm gì vậy chỉ là anh đột nhiên cảm thấy so với bữa sáng em thú vị hơn rất là nhiều lục tổng anh có biết dục vọng quá mức cũng là một loại bệnh hay không nếu yêu em cũng là một căn bệnh thì anh sẵn sàng gánh lấy a à cứu tôi với khẩu ngữ của tên bá tổng dầu mỡ lục lệ dương đã tăng thêm nữa rồi hãy dừng lại những hành động không đúng lúc này đi em không muốn lát nữa qua cố ra sẽ bị xấu mặt đâu em phải về cố ra sao Ưm trả lại sổ hộ khẩu anh sẽ đi cùng em em về nhà mà anh năng nổ như vậy là có ý đồ gì đây y y nói như thế nào thì hôm nay cũng là ngày thứ hai chúng ta kết hôn em trở về nhà mẹ đẻ anh làm sao có thể vắng mặt được chứ huống hồ những gì mà ngày hôm qua em gặp phải ở cố gia anh cũng phải nên tính sổ với bọn họ nữa rất nhanh hai người đã xuất hiện ở cố gia lục tổng ngài đến sao không nói cho chúng tôi trước một tiếng chứ mẹ lưu mau đi pha trà không cần phiền như vậy đâu hôm nay tôi chỉ đi theo y tuyết đến đây thôi sau đó cả hai đã được đưa vào trong lục lệ dương nói sẽ tới cố ra tính sổ giúp mình có anh ấy ở đây Thái độ của ba ba cùng với mộ nhã Linh đã thay đổi 180 độ trong nháy mắt, vậy thì còn tính sổ cái gì nữa chứ? Thôi bỏ đi đem sổ hộ khẩu đưa lại cho ba ba rồi đi thôi, lục thiếu tôi có một người bạn làm việc ở cục chứng thực dân sự. Họ nói với tôi ngày hôm qua thấy ngài và y tuyết nhà chúng tôi đi lãnh chứng, ư ừ, nửa tháng sau tôi sẽ cùng y y tổ chức hôn lễ, đến lúc đó sẽ cho người đem thiệp mời đưa tới. Ô nếu đã lãnh chứng thì lục thị cùng chúng ta đây đều là người một nhà rồi, tôi nghe nói công ty của ngài vừa mới đấu thầu được một cái công trình lớn vừa lúc có thể phân cho cố thị chúng tôi ở mộ nhã linh liệu quy mô của cố ra có tiếp nhận nổi dự án của công ty xây dựng hồng vũ hay không thì trước tiên khoan hãy nói đến cái đã mà cho dù là có thể tiếp nhận được đi chăng nữa thì cũng xin bà hãy đi theo con đường chính quy mà bàn chuyện làm ăn chứ đừng có dựa vào mối quan hệ từ tôi con con đang nói cái gì vậy nhiều năm qua cố ra không để cho con thiếu ăn thiếu mặc đây chính là lúc để cho con hồi báo cố ra đó mắc cười đã là năm nào rồi mà còn có người thờ phụng chiêu trò bắt cóc đạo đức như này nữa sao cho dù cố ra có công nuôi dưỡng tôi thì cũng chẳng có liên quan gì tới bà con tiện nhân này tôi không tin tôi không trị được cô dừng tay đi nhã linh ông tránh ra cho tôi hôm nay tôi phải cho cô ta biết thế nào mới là lợi hại mới được chứng kiến màn kịch này lệ dương tức giận đặt mạnh tách trà xuống y y là vợ của tôi mà thái độ của các người đối với cô ấy như vậy xem ra là không để tôi ở trong mắt rồi làm sao có thể được lục tổng tôi chỉ muốn kỷ luật con bé vì sợ con bé không nghe lời anh bà câm miệng cho tôi đi Y y con ngồi nói chuyện với lục tổng một chút nha. Để ba vào trong nói chút chuyện với dì mộ của con, sau đó chỉ còn y tuyết và lục lệ dương ở lại phòng khách. Xin lỗi đã để anh thấy cảnh này. Em cũng không nghĩ mộ nhã linh lại trắng trợn muốn chỗ tốt như vậy. Em sẽ nói chuyện lại với ba ba và sẽ yêu cầu ông ấy nói với bà ta đừng bao giờ có cái suy nghĩ này. Những kẻ trục lợi như mộ nhã linh thật ra cũng không đủ sức để làm tổn hao tinh thần của anh đâu. Nhưng mà y y anh không nghĩ tới em lại thay anh suy nghĩ như vậy vì anh mà ra mặt ngăn cản Hồng Vũ cùng hợp tác cố thị, đừng có tự luyến nữa chỉ là em biết rất rõ về cân lượng của tập đoàn cố thị. Nếu thật sự tiếp nhận dự án này của anh, thì với lòng tham không đáy của mộ nhã linh chắc chắn sẽ gây ra đại họa, em không muốn thay bọn họ xử lý cục diện dối rắm này. Xem ra y y của anh mấy năm nay ở cố ra cũng chẳng mấy tốt đẹp rồi, nhưng mà không sao từ nay về sau anh sẽ vẫn luôn theo bên cạnh em. Mặc kệ là cố ra hay là kẻ nào khác, anh cũng đều giúp em xử lý đưa sổ hộ khẩu cho em đi để em đưa cho ba ba rồi chúng ta đi thôi ok vợ đồ thứ không lương tâm thế nhưng một chút cảm động cũng đều không có phù thật là kinh khủng gần như mình sắp chớt lịm với những lời nói của ảnh lúc nãy rồi không được không được hiện tại đang ở cố ra đó đang lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó nữa chứ mau chạy nhanh đưa sổ hộ khẩu cho ba ba rồi còn đi nữa lúc này ở trong phòng ngủ của cố ra mượn y y để lấy được dự án không phải là tương đương với việc bán con gái sao nếu y y là con gái của bà thì liệu bà có thể nói ra những lời này hay không phải nó quả thật không phải là con gái của tôi nhưng nó cũng không phải là con gái của ông ông hãy tỉnh lại đi cố trường hoành những lời này lại bị y tuyết từ dưới nhà đi lên nghe thấy được bà câm miệng ngay cho tôi tôi đã nhìn y y lớn lên tôi đã nuôi nấng con bé bao nhiêu năm nay nó chẳng khác gì con gái tôi cả hừ tôi làm như vậy là vì ai nếu không phải năm đó ông một hai đòi phải ở rể nhà cố ra thì tôi cũng không đến mức chưa kết hôn mà đã có con rồi phải đem thiệu thần trao cho em trai tôi làm con nuôi thiệu thần mới là con trai ruột của chúng ta đó cố trường hoành bây giờ ông cứ một lòng yêu thương cố y tuyết như vậy ông có nghĩ tới mẹ con chúng tôi mấy năm nay chịu khổ như thế nào không mình không phải là con ruột của ba mà thiệu thần mới phải sao nhã cầm là tôi đã để cho bà và thiệu thần phải chịu thiệt thòi nhưng y tuyết nó vô tội nói nghe hay quá ông ra sức bảo vệ cố y tuyết chẳng phải bởi vì ông không quên được con tiện nhân cố uyển kia sao nếu không thì tại sao ông lại đem hình của cô ta treo ở thư phòng suốt nhiều năm như vậy người đã chết rồi mà còn nhớ nhung cái gì nữa nếu không phải tại cô ta thì tôi đã không phải sống trong cảnh không chồng nhiều năm tất cả đều là do con tiện nhân này để xem tôi có xé rách hình của cô ta ra hay không nhã nhã linh dừng lại ngay lúc này y tuyết bất ngờ xuất hiện giành lấy bức di ảnh bà là cái thá gì mà cũng xứng chạm vào di ảnh của mẹ tôi nhìn thấy y tuyết hai ông bà già vô cùng ngạc nhiên y tuyết sao con lại lên đây những lời mà ba và dì của con nói lúc nãy không phải là con đã nghe hết rồi chứ. Ba những gì mà bà ta vừa nói có phải là sự thật hay không, con thật sự không phải là con ruột của ba sao, y y con hãy nghe ba giải thích. Nếu nó đã nghe được rồi thì ông còn muốn giải thích cái gì nữa, cô y tuyết cô còn tỏ ra là đại tiểu thư làm gì nữa, cô nghĩ cô là cái thá gì. Cô chẳng qua cũng chỉ là một đứa con riêng không rõ cha đẻ mà thôi, năm đó cô Uyển chưa kết hôn đã có thai. Nếu không phải do trường hoành đem về bao nuôi, thì chẳng phải mẹ con các người đã bị thiên hạ rèm pha, chửi từ trên đầu chửi xuống rồi sao? Làm gì mà có thể dễ chịu và thoải mái như ngày hôm nay được. Vậy còn bà thì sao? Bà là mẹ của Thiệu Thần, là người yêu của ba ba tôi suốt nhiều năm như vậy phải không? Không sai nếu không phải bởi vì mẹ của cô, thì tôi cũng đã sớm cùng Trường Hoành kết hôn rồi. Mẹ của cô chính là cái thứ tiểu tam không biết xấu hổ, kẹp giữa mối quan hệ giữa tôi và Trường Hoành, phá hoại gia đình chúng tôi làm cho người ta cảm thấy ghê tởm lúc này y tuyết tiến lại trực tiếp bóp miệng của mụ đàn bà độc địa bà nói thêm câu nữa là tôi sẽ rút lưỡi bà liền đó cô dám hỗ sực sao đứng ở dưới lầu chờ lâu quá đâu có nghĩ tới ở trên lầu lại đang náo nhiệt như vậy cô phu nhân hỏa khí hơi bị lớn quá rồi đó dám của trách vợ của tôi như vậy hay là bà ngại mạng của mình vẫn còn quá dài lục lục thiếu ra nhã linh là nghĩ sao nói vậy chứ thực tế không có ý xấu gì đâu ha cố tiên sinh đúng là biết bảo vệ người nhà nhưng mà vừa rồi lúc y y bị của trách thì ông đang ở đâu vậy y y lại đây với anh nào. Tôi hy vọng những chuyện như thế này sau này sẽ không còn xảy ra nữa. Nếu không thì tôi sẽ cho cả cố ra biết nếu chọc đến người phụ nữ của Lục Lệ Dương tôi thì sẽ có hậu quả như thế nào. Bao gồm cả mộ thiệu thần. Vâng đã rõ Lục thiếu ra, y y chúng ta đi thôi. Đợi đã em có chuyện muốn hỏi, người đàn ông chung sống với mẹ của con năm xưa là ai? Chắc hẳn ba biết rõ có phải không? Ba cũng không rõ lắm ba chỉ là con nuôi của cố gia là ông ngoại của con đã nhận nuôi ba từ cô nhi viện, quan hệ giữa ba và mẹ con cũng không thân thiết cho lắm. Vì vậy mà mẹ con yêu đương từ khi nào ba cũng không biết nữa, nên làm sao ba có thể biết được ba ruột của con là ai, ba và mẹ của con mặc dù đã làm giấy hôn thú với nhau. Nhưng đó chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, do đó những chuyện riêng tư của mẹ con, ba cũng không hỏi đến. Con biết rồi con sẽ tự mình tìm ra sự thật của chuyện này, nói xong thì y tuyết rời đi cùng lục lệ dương. Hư bản lĩnh nói dối của ông càng ngày càng thuần thục rồi đấy, câm miệng ngay đi, ông ông dám đánh tôi, chuyện của cố ra năm đó. Bà bốt sen mồm vào đi, nếu không sẽ chết lúc nào không hay biết biết rồi biết thế thì tốt nên giữ mồm giữ miệng lại người kia chính là lục lệ dương là một nhân vật không thể nào đắc tội được tuyệt đối sẽ không gây họa lên thân đâu còn lúc này y tuyết đang nhìn vào di ảnh của mẹ y y đừng nghĩ ngợi nữa những gì mộ nhã linh nói cũng chưa chắc là sự thật biết là xét nghiệm adn sẽ có ngay đáp án nên chắc mộ nhã linh sẽ không nói dối đâu lục lệ dương anh có thể giúp em làm một việc hay không em cứ nói đi liệu có thể tận dụng mối quan hệ của anh để giúp em điều tra chuyện của hơn 20 năm về trước, về người đàn ông ở bên cạnh người mẹ em có được không, chuyện của hơn 20 năm về trước. Cho dù anh có tận dụng hết tất cả các mối quan hệ để điều tra, nhưng cũng chưa chắc là có thể tìm ra được dấu vết gì để lại, em biết chứ nhưng em hiểu rằng. Nếu không hành động thì kết quả nhất định cũng chỉ có thể bằng không mà thôi, Huống chi nếu đúng như lời của ba nói, thì ba ruột của em chính là một tên cha nam bỏ vợ bỏ con. Nếu không tìm được ông ta để chút cơn giận này cho mẹ, thì làm sao em có thể nuốt nổi khẩu khí này kia chứ? mèo con của anh lại giơ móng vuốt ra rồi thật đáng yêu làm sao lúc này lục lệ dương đã cắn môi y tuyết thật chặt làm cho cậu tài xế được phen mở mang kiến thức đáng lẽ mình nên ở dưới gầm xe mới đúng chứ không nên ở trong xe anh anh muốn làm cái gì vậy đáng yêu quá nên muốn hôn thôi nhưng mà nói đi cũng phải nói lại anh đồng ý giúp y y làm một chuyện thì y y có đồng ý giúp anh lại hay không làm một chuyện mà bây giờ anh muốn làm nhất chuyện anh muốn làm nhất ư anh đừng có suy nghĩ đến chuyện đó cả ngày có được không chúng ta đang ở trên xe đó cũng hay chúng ta thử cảm giác lạ ở trên xe đi lục lệ dương anh anh lúc này không thứ gì kìm hãm được anh nữa anh đột ngột đè y tuyết xuống ghế bàn tay đã tiếp cận hai con thỏ của y tuyết anh đừng động chạm lung tung trả lời anh hai câu hỏi thì anh sẽ buông ra câu hỏi gì đêm qua em cảm thấy thế nào nói anh ta thô lỗ sao giờ người ta làm sao mà trả lời được đây có lẽ là không tồi nhỉ nếu không thì anh im miệng lại ngay vậy câu hỏi thứ hai tối nay em có muốn nữa không khuôn mặt y tuyết lúc này đỏ bừng ấp úng tôi tôi ha ha anh thấy rồi bộ dạng của em bây giờ rất là đáng yêu đó thôi không chọc em nữa anh đã đặt váy cưới ở một cửa hàng riêng rồi lúc nói là nói muốn dắt em đi thử váy cưới thôi lục lệ dương anh cố ý à ai bảo y y của anh đáng yêu như vậy chứ dáng vẻ lúc đỏ mặt khiến người ta không kiềm chế nổi mà im miệng nếu còn nói thêm câu nào nữa tôi sẽ xuống xe được được anh không nói nữa chúng ta đi thử váy cưới mới quen được hai ngày lục lệ dương đã cùng xếp hình với cố y tuyết một đêm ngay hôm sau lại đưa cô đến tiệm váy cưới cao cấp nhất làm cô cảm thán vô cùng. Từ nhẫn kim cương đến váy cưới đều là hàng cao cấp, Lục Lệ Dương quả là giàu có, cũng đúng nếu không phải là thiết kế cao cấp thì sao xứng với địa vị của anh ta. Chỉ tiếc là không phải phong cách mà mình thích, Y Tuyết vừa mới đi ra Lục Lệ Dương đã xông đến ôm cô y y em mặc váy cưới rất đẹp. Chỉ là mặc váy cưới thôi mà đừng nói là anh lại kiềm chế không được nhé, em sai rồi bất luận em mặc hay không mặc, thì lúc anh kiềm chế không được vẫn là kiềm chế không được mà thôi hư đừng có thể hiện cái bộ mặt dê cụ giữa đại sảnh đông người như vậy chứ cả hai đang gạ gẫm thì một em nhân viên đi đến ngài lục ngài có hài lòng với chiếc váy cưới này không hài lòng hay không thì để vợ tôi quyết định anh chắc là muốn nghe lời thật lòng của tôi chứ đương nhiên dù sao thì cũng là hôn lễ của chúng ta mà không thích nó xa hoa quá kết hôn thôi mà có phải là chuyện gì lớn lao đâu dù nghe nói năm đó hôn lễ của ba và mẹ tổ chức rất long trọng cả thành phố b Bi cũng biết đến nhưng thực tế thì sao suốt nhiều năm qua sự tôn trọng trong mắt người bên cạnh thực tế chỉ là màn diễn tấu của hai người xa lạ qua đường mà thôi không có tình yêu thì dù bên ngoài có hoa lệ long trọng thế nào thì cũng chẳng được gì chỉ là hợp đồng tình cảm giữa hai con người mình nhìn anh ta làm gì chứ hôn lễ của mình và lục lệ dương cũng chỉ là sự hợp tác vốn dĩ chẳng có tình cảm gì hóa ra kết hôn với mình trong lòng cô ấy vốn dĩ không coi là chuyện gì lớn lao nếu đã không thích thì đổi cái khác vậy ừ ngài lục còn điều gì căn dặn không ạ à? xử lý cái váy cưới đó đi Ngài Lục Ngài hãy suy nghĩ lại chiếc váy cưới này giá cả mấy chục củ đó ạ. À? Nếu như vợ tôi không thích thì nó cũng chẳng có giá trị gì để tồn tại nữa, bỏ nó thì có vấn đề gì không? Chiếc váy cưới đắt như vậy nói bỏ là bỏ. Đầu óc Lục Lệ Dương có vấn đề à? Này mấy người khoan đã, sau đó thì y tuyết đi gặp mấy em nhân viên gì đó. Em nói gì với họ vậy? Tôi nói là nếu họ cần thì tôi có thể giảm giá rồi bán lại chiếc váy đó cho cửa hiệu. Thành phố B nhiều người giàu có một chiếc váy cưới thì chắc cũng sẽ có người mua lại thôi bán lại chiếc váy cưới của anh trước mặt anh đúng là làm ăn có lãi mà không cần vốn nhỉ dù sao thì lục thiếu gia cũng không cần thì sao không để tôi kiếm chút tiền chứ với lại chiếc váy cưới đó cũng là mua cho tôi mà hơn nữa tôi cũng đâu có lợi dụng anh tôi dùng số tiền đó để mua thêm một ít đồ phù hợp cho hôn lễ của chúng ta không phải sao nhưng không phải em nói hôn lễ không phải chuyện gì lớn lao sao tôi chỉ là không thích lãng phí thôi cũng không thích những kiểu hình thức sang trọng mà không có ý nghĩa tôi nghĩ ra rồi hôn lễ cứ để phi phi làm phù dâu của tôi Sẵn tiện làm người chứng giám là được rồi. Y y thật ra em cũng để tâm đến mà đúng không? Nghĩ xong Lệ Dương ôm lấy Y Tuyết hôn một phát làm cô bất ngờ rên lên ư. Ừ. Rất nhanh cả hai đã xuất hiện ở nhà quần áo sộc sệch. Tiếng Y Tuyết thở không đều, Lục Lệ Dương như một con hổ đói không ngừng đè Y Tuyết ra. Sợ gì chứ anh đâu có ăn thịt em đâu. Nói lời hoa mỹ thì hay lắm không biết thực tế thì thế nào. Y y em đã là vợ của anh, bất luận là yêu cầu gì thì anh cũng đều đồng ý với em, nếu y y đã nóng lòng như vậy thì anh phải mau chứng minh năng lực của mình thôi cái gã lục lệ dương này rõ ràng mình và anh ta chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng hình như anh ta cảm thấy hứng thú thật nhưng cho dù anh ta có cho mình cảm giác tốt đẹp hơn thì mình cũng không dám tiến lên một bước vì chỉ cần tiến lên thì mình sẽ càng lún sâu và ư ư rất nhanh lục lệ dương đã đẩy xong chỉ còn một mình y tuyết trong phòng vừa thức dậy cô đã gọi lục lệ dương thôi khỏi hắn không có ở đây thì càng tốt tránh việc anh ta lại động chạm lung tung cái gã này tuổi tuất à cứ thích cắn người sớm biết như vậy thì tối qua không cho làm nhiều trận như vậy hôm nay còn phải đi làm nữa. Đột nhiên có tiếng gọi y y em dậy rồi à, lục lệ dương anh chưa đi sao, đúng lúc đó ra ăn sáng đi nào. Phí ăn mặc kiểu gì thế này, đàn ông nội trợ à, những món này đều là do anh làm em nếm xem có hợp khẩu vị không. Đường đường là lục thiếu gia mà lại xuống bếp vì vợ sao, mình cứ tưởng anh ta quyết trí theo hình tượng tổng tài bá đạo đến cùng chứ, mau ăn đi anh đi tắm trước. Cơm bưng nước rót tận miệng, hôn nhân hợp đồng mà cũng tồn tại những điều này sao, đột nhiên cố y tuyết nhìn ra cửa lục lệ dương anh có khách kìa nhưng bên trong nhà tắm lục lệ dương im lặng y tuyết liền đứng dậy đi ra mở cửa thì xuất hiện một người phụ nữ là mẹ của lục lệ dương diệp man thanh xin hỏi bác là ai vậy tôi là mẹ của lục lệ dương thái độ của mẹ lục lệ dương với mình hình như hơi kỳ lạ chào bác gái lần đầu gặp con là tôi không quan tâm cô là ai có thân phận gì bây giờ nên đóng cửa lại và rời đi dùng mấy cái kiểu phụ nữ đê tiện thì rất nhiều nhưng bản thân để đu bám đàn ông là trò đê hèn nhất bác gái à cháu không biết lúc trước rốt cục lục lệ dương đã làm gì mà khiến người phụ nữ bên cạnh anh ấy đều tùy tiện như vậy nhưng với tình huống trước mắt tôi phải nói lời xin lỗi với bác thôi vì bắt đầu từ hôm qua tôi đã là vợ hợp pháp của con trai bác không chỉ căn nhà bác đang đứng kể cả con trai bác đều thuộc về tôi kết hôn sao nếu cô đã nhận định mình là vợ của lệ dương thì sao lại nói chuyện với tôi bằng thái độ đó hả bác nói chuyện với tôi thế nào thì tôi nói chuyện lại với bác như thế thôi tôi hy vọng thái độ của bác hòa nhã hơn một chút nếu không thì không thì tôi không đảm bảo rằng sau này sẽ sống chung hòa thuận với bác được đâu. Cô cái đầu miệng lưỡi ghê gớm, cảm ơn bác quá khen. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi làm trước. Lúc này Lục Lệ Dương từ nhà tắm đi ra, mẹ mới sáng sớm đến đây làm gì. Lệ Dương người phụ nữ đó, nhưng Lệ Dương lại đi ngang qua mặt mẹ mình rồi ôm lấy y tuyết y y giờ em đi hả chưa ăn sáng xong mà. Nói ra thì chắc anh không tin nổi, mới 5 phút trước tôi và mẹ anh vừa trở thành tình địch sống chết với nhau đấy, anh hiểu tính của mẹ anh. Làm em uất ức rồi, Tài xế của anh sẽ đưa em đến công ty. Ừ vậy tôi đi trước, nhớ ăn sáng đấy y y, biết rồi mà. Lệ Dương con nhỏ đó là ai vậy? Thật là vô lễ mà. Cô ấy là Cố Y Tuyết, mặc kệ cô ta là Tuyết gì, mau đuổi cô ta đi cho mẹ. Cái loại phụ nữ vô giáo dục. Xem ra mẹ chưa rõ rồi, cô ấy là Cố Y Tuyết con gái riêng của Phó Chính Huân, chồng hiện tại của mẹ đó. Cái gì sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ con? Hai đứa đã kết hôn thật rồi sao? Nếu như để ba con biết được thì, đó là chồng hiện tại của mẹ không phải ba con. Lục Phong ba của con đã mất trong tù từ 15 năm trước rồi. Lục Phong sao? 15 năm trước Lục Phong chồng cũ của mình bị người ta hãm hại phải vào tù, vì sợ liên lụy đến vợ con nên đã tự sát trong tù. Mình không còn cách nào khác, đành dắt đứa con trai 13 tuổi tái giá với người chồng hiện tại, cũng là mối tình đầu của mình phó chính huân. Không ngờ kể từ đó, Lệ Dương đã thay đổi tính tình, càng ngày càng cam thù chính huân và oán hận mình. Lệ Dương con cố tình tìm con gái riêng của chú phó, còn kết hôn với cô ta, rốt cuộc là muốn làm gì hả? con muốn trả thù ông ấy sao con nói đi chứ lệ dương con muốn ông ấy thân bại danh liệt phải không hả chuyện của con không cần mẹ phải bận tâm dù sao thì năm đó mẹ cũng không đếm xỉa đến sự phản đối của con ba con vừa mất đã vội vàng chạy đến bên cạnh mối tình đầu của mẹ lần này mẹ đứng về phía ông ta thì con cũng không lấy gì làm lạ nói rồi lệ dương lạnh lùng bước đi trong đầu nhớ lại những điều mâu thuẫn vô cùng bây giờ đối với mình mà nói những người khác đều không quan trọng chỉ duy nhất một mình y y thôi tại sao chứ tại sao người con gái mà anh cần tìm đó lại là em người con gái duy nhất giúp đỡ anh vào ngày mưa ảm đạm đó mà em lại là điểm yếu duy nhất của phó chính huân y y anh nên làm thế nào với em đây nếu như em biết được sự thật em còn lựa chọn ở bên anh không còn diệp mãn thanh đã đi ra ngoài lệ dương nhất định là đang có kế hoạch gì đây mình phải nhanh chóng đem chuyện này nói cho chính huân biết mới được lệ dương không nghĩ tới bởi vì chuyện năm đó mình cùng chính huân mà con lại tích oán sâu như vậy hiện tại nếu đem chuyện con riêng nói cho chính huân khẳng định sẽ chỉ làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa cha con bọn họ xem ra vẫn là phải bắt đầu từ cố y tuyết kia rồi cứ làm thinh mà giải quyết chuyện này thôi rất nhanh đã thấy y tuyết ở quán cà phê không nghĩ tới bác gái lại chủ động hẹn con cố tiểu thư ngày hôm qua bác không rõ ràng lắm thân phận của con cho nên mới có những lời nói vô lễ như vậy với con bác thực sự xin lỗi bác gái bác khách sáo rồi con nghĩ giữa chúng ta không tồn tại hiểu lầm gì cả cũng không cần phải ồn ào có gì cứ nói thẳng đi nếu như vậy bác đây sẽ đi thẳng vào chủ đề bác nghe nói lệ dương đã đưa cho con cái thẻ 200 triệu để trả nợ cho cố ra hả lục ra chúng ta không quan tâm một hai trăm triệu này cố tiểu thư là người thông minh nếu đã đạt được thứ mình muốn hẳn là hiểu được đạo lý thấy tốt sẽ lui rồi chứ con vẫn còn trẻ có cuộc sống và ước mơ riêng mình hẳn là sẽ không muốn bị trói bởi hôn nhân phải không bây giờ đã không còn là xã hội cũ nữa chỉ cần có chút tiền không cần phải lấy thân báo đáp con nói xem có đúng không nhưng con và con trai của bác đã kết hôn rồi nhưng con không đeo nhẫn có nghĩa là con không đồng ý với cuộc hôn nhân này trong trái tim của con không phải sao không xong rồi lúc nãy đi ra ngoài theo bản năng mình đã tháo chiếc nhẫn mà lục lệ dương tặng cho mình rồi mấu chốt là ai đi ra ngoài lại đem theo cái trứng chim bồ câu trên tay để đi dơ dao bao giờ đâu cô là cô gái tốt con đường phía trước còn dài sự lựa chọn bây giờ có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời mới nghe thì tưởng đang thật lòng suy nghĩ cho mình nhưng thật ra thì đang sợ mình sẽ quấn lấy lục lệ dương có chết cũng không buông bác à tôi hiểu ý của bác nhưng giữa tôi và lục lệ dương thì quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay anh ấy anh ấy dùng 2 triệu để mua đức cuộc đời của tôi Vốn dĩ tôi không còn cách nào từ chối, cô tưởng rằng nó bỏ ra 2 triệu là vì cô sao. Vậy chắc cô đang đánh giá cao bản thân mình quá rồi, hình như bác không hiểu lắm về con trai của bác. Với sự khôn ngoan của anh ấy thì sẽ không làm những cuộc mua bán lỗ vốn đâu. 2 triệu thì có hơi cao nhưng cố y tuyết tôi đáng với giá đó. Cái thái độ cao ngạo này giống hệt với người phụ nữ kia. Diệp Man Thành tôi biết cô là thanh mai trúc mã với chính huân. Nhưng anh ấy bây giờ là vị hôn phu của tôi, cũng đã đồng ý cắt đứt quan hệ với cô nếu như cô đã rời đi nhiều năm như vậy thì bây giờ mong cô đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa đúng là khiến người khác khó chịu cô y tuyết thái độ tự cao ngạo mạn của cô giống hệt mẹ cô bác quen mẹ tôi sao là thiên kim tiểu thư nổi tiếng nhất thành phố b năm đó ai mà không biết chứ tôi rất tò mò sự kiêu hãnh của cô có dễ bị tổn thương giống với mẹ cô hay không có lẽ cô chưa nghe đến ba ruột của lệ dương từng là xã hội đen dù ông ấy đã qua đời nhiều năm rồi nhưng vẫn còn lại một số ít đàn em trung thành với ông ấy nếu như họ biết được cô cứ quấn lấy lệ dương không buông thì không biết họ sẽ làm ra những chuyện gì đâu đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai y tuyết thế lực của ba con để lại tốt nhất mẹ đừng tùy tiện nhúng tay vào lục lệ dương anh đến rồi trước khi đến cuộc hẹn tôi đã thông báo cho lệ dương dù sao thì tôi cũng không hiểu rõ bác nên sợ lỡ lời làm bác nổi giận như vậy thì không tốt cho lắm nếu như con không đến thì không biết được mẹ sẽ làm gì người phụ nữ của con con muốn dùng người của ba con sao lệ dương mẹ là vì muốn tốt cho con tại sao con phải lừa cô ta kết hôn vốn dĩ con không yêu cô ta, sao mẹ biết là con không yêu cô ấy, hay là nhìn thấy cô ấy mẹ đã nhớ đến bản thân mình. Trước đây mẹ cũng không yêu ba con chỉ vì tiền mà gả cho ông ấy không phải sao, lục lệ dương con cầm miệng lại, ngay cả mẹ mà con cũng dám chất vấn sao. Từ khi nào mà con khốn nạn như vậy hả, lúc này y tuyết đột ngột chặn tay của man thanh lại, xin lỗi động tác này tôi dành hơn bác đấy. Hình như bác đã quên tôi từng nói rằng bây giờ lục lệ dương thuộc về tôi, dù bác là mẹ của anh ấy thì cũng không thể đối xử với người đàn ông của tôi như vậy. Mẹ vừa hỏi con sao lại phải kết hôn với cô ấy, là vì Lục Lệ Dương con yêu cố y tuyết, rất nhanh y tuyết được đưa ra xe cùng Lệ Dương. Từ lúc ra khỏi quán cà phê đến giờ mặt anh ta luôn hầm hầm, nhìn điệu bộ lúc nãy của mẹ Lục Lệ Dương, hai người họ không giống mẹ con mà giống kẻ thù hơn. Không ngờ gia đình Lục Lệ Dương lại nhiều phiền muộn như vậy. Lục Lệ Dương chuyện lúc nãy anh đừng buồn quá, chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm rồi anh đã sớm không còn buồn nữa. Nhưng mà y y à em đang đau lòng vì anh à đúng vậy định sẽ an ủi anh một chút nhưng nếu lục thiếu gia đã không còn bận tâm đến thì thôi vậy lúc này lục lệ dương đột ngột tấp xe vào lề đường lục lệ dương anh nổi cơn khùng rồi à anh làm như vậy là bị mấy con cẩu vàng thổi phạt đó biết không hả không quan trọng y y à em muốn an ủi anh như thế nào vậy an ủi gì chứ anh đâu phải con nít hoặc là em an ủi anh hoặc là anh dừng cho em vi phạm luật luôn mà nhắc đến thì y y à xem ra chúng ta chưa từng làm chuyện đó trong hoàn cảnh kích thích như thế này nhỉ lỗ mãng quá trên đường có nhiều camera như vậy, anh không sợ lên tiêu đề báo nhưng tôi thì sợ chứ đột nhiên một anh cảnh sát xuất hiện hai người dừng lại một chút hai người đã dừng xe trên làn đường dành cho xe cơ giới vi phạm an toàn giao thông đường bộ bây giờ hai người bị phạt hai nghìn tệ ha ha ai bảo anh tự ý đổi làn đường chứ bây giờ thì hay rồi vi phạm luật rồi đó được được là anh sai y y à em có đánh thì cũng đánh rồi đừng giận nữa nhưng anh chỉ muốn được em an ủi thôi mà lúc này y tuyết đột ngột hôn má lục lệ dương tôi không biết an ủi người khác tặng anh một nụ hôn nhẹ là được rồi chứ sau đó Lục Lệ Dương lái xe đi thêm được một đoạn thì đột nhiên dừng lại. Lần này thì không tự ý đổi làn đường nữa rồi. Anh dừng xe làm gì vậy? Lúc này Lục Lệ Dương cắn lấy cố Y Tuyết, làm cho cô phê như con TT. Y Y à, hãy nhớ lấy hôn như vậy thì mới an ủi được anh. An ủi gì vậy? Mình thấy anh ta đang tỏ vẻ đáng thương thì có. Được rồi, được rồi, mau về nhà thôi. Được anh đưa em về nhà của chúng ta để em an ủi anh. Trong thời gian này ở nhà họ phó bà mẹ kế không ngừng tình kế. Không được nếu như để chính huân biết anh ấy có một đứa con gái lại còn kết hôn với lệ dương thì anh ấy nhất định sẽ không yên đâu bất luận là vì chính huân hay lệ dương thì mình đều không thể dung thứ cho sự tồn tại của cố y tuyết nhất định phải nghĩ cách trừ khử cô ta đang ngẫm nghĩ thì bà ta nhìn thấy phó chính huân sao hôm nay anh về nhà sớm vậy lúc sáng em có bảo mẹ trương hầm canh cho anh rồi bây giờ em mang lên cho anh nhé danh danh đi chơi với bạn học rồi có lẽ buổi tối man thanh em có chuyện gì muốn nói với anh sao không có gì chính huân à em khiến anh quá thất vọng Mấy hôm trước Lệ Dương không nói với bất kỳ ai đã đi đăng ký kết hôn, em lại còn hẹn riêng vợ của nó ra ngoài. Nếu không phải vì anh thấy kỳ lạ nên đã đi điều tra thì e rằng mãi mãi không biết được, Lệ Dương đã kết hôn với con gái của Cố Uyển cũng chính là con gái của anh. Sao sao anh lại biết, vậy anh định làm thế nào, nếu như nó đã là con gái của anh thì đương nhiên anh phải đón nó về bên cạnh anh. Hôm sau ở một quán trà sữa chân châu ten ten y tuyết dạo này cậu có nhớ tớ không, phi phi cậu lại đến trễ rồi, tớ chịu thôi ai bảo mấy sư huynh của tớ ai cũng yếu như sen tớ không nhẫn nại được nên đánh bọn họ nằm sấp mặt lờ hết rồi không nói chuyện này nữa y tuyết cậu tìm tớ có việc gì vậy tớ đến mời cậu tham dự hôn lễ của tớ và lục lệ dương cái gì cậu kết hôn kết hôn với với lục lệ dương lục lệ dương tổng tài của tập đoàn hồng vũ hả y tuyết giờ cậu là kẻ thù của tất cả những quý cô độc thân của thành phố b rồi đó không khoa trương đến mức đó chứ kết hôn thôi mà tin tớ đi chuyện này còn thảm khốc hơn những gì tớ miêu tả nữa nếu từ hôn được thì cậu mau từ hôn đi e rằng là không được tớ và anh ta đã đăng ký kết hôn rồi cậu không hiểu tớ hai chúng ta là bạn thân ngay cả hoàn cảnh của nhau cũng tương đồng nữa vốn dĩ tớ cũng muốn mời cậu tham dự hôn lễ của tớ cậu với ai là cháu nội của bạn ông tớ cậu cũng biết mẹ tớ bệnh đã nhiều năm rồi toàn bộ chi phí thuốc thang đều là lâm ra chi trả họ đã cứu tớ tớ thật sự không thể từ chối hai chúng ta năm nay là sao thủy nghịch hành à không ngờ lại đều tùy tiện lấy người khác tớ lấy phải một gã tổng tài bị bệnh lúc nào cũng nói lời đường mật tớ lấy một người là con của bạn gái cũ không được gia đình công nhận vất vả cho cậu rồi không vất vả là do số khổ này y tuyết ở một góc độ khác nói không chừng đây là cơ hội để chúng ta thoát khỏi qua đình mệnh phải không dù sao thì lâm phi tới đây cũng kinh quyết không xuôi theo số phận y tuyết cậu cũng đừng chấp nhận số phận phi phi cậu nói không sai nếu như đã đưa ra quyết định thì không được hối hận phải sống tốt cho chính mình mới là điều quan trọng sau khi uống xong trà sữa thì y tuyết trở về sau khi nói chuyện với phi phi quả nhiên tâm trạng mình đã tốt lên nhiều nhưng hôm nay toàn nói chuyện quá khứ mình quên hỏi đối tượng kết hôn của phi phi tên gì đột nhiên cô thấy một người mặc áo đen mấy người này là ai đến tìm lục lệ dương à chào cố tiểu thư tôi là hoàng cương vệ sĩ thân cận của phó đại nhân đại nhân đây là danh xưng của thời đại nào vậy hay là anh ta muốn che giấu gì đó tôi không quen ai là phó đại nhân anh nhận nhầm người rồi à phu nhân của phó đại nhân chính là mẹ của lục thiếu gia phó đại nhân và phu nhân mời cô đi một chuyến đầu tiên là mẹ của lục lệ dương sau đó đến cha kế không biết gia đình này có âm mưu gì đợi một lát tôi về thay bộ đồ phù hợp để gặp phụ huynh đã phó đại nhân đã căn dặn rồi tiểu thư không cần chuẩn bị gì đây chỉ là bữa tiệc gia đình mà thôi được vậy phiền anh hoàng đưa tôi đi thời gian này y tuyết đã âm thầm nhắn tin cho lục lệ dương phó ra cử người đến đón tôi đi rất nhanh y tuyết đã được đưa tới phó ra nhưng đã thấy lục lệ dương đợi sẵn ở đây để đưa y tuyết rời đi chúng ta đi thôi xem ra lão cáo già này đã đoán được ý đồ kết hôn của mình với y y nhưng bất luận thế nào mình cũng không giao y y ra lục thiếu gia anh đừng hiểu lầm phó đại nhân và phu nhân chỉ là muốn mời cố tiểu thư ăn một bữa cơm mà thôi ngươi mau tránh ra lục thiếu gia không được hư hự lục lệ dương liền đấm cho đối phương hai cú về nói với chủ của các người sau này không được tự ý đón vợ của tôi như vậy nữa các người sẽ làm cô ấy sợ không có sự cho phép của tôi không ai được động vào cô ấy sau đó lục lệ dương lái xe rời đi đây là lần đầu tiên thấy anh ta nổi điên như vậy xem ra mối quan hệ của lục lệ dương và ba dượng không tốt thật ra lúc nãy anh không cần nóng giận như vậy em tự nguyện lên xe à không có chút cảm giác bị mạo phạm sao ba dượng của anh quyền cao chức trọng đương nhiên sẽ không để ý đến cảm nhận của người khác nhưng anh cũng không cần phải duy trì trạng thái hòa bình ngoài mặt với ông ta lúc ba anh còn sống mẹ anh vẫn luôn năm lần bảy lượt liên hệ với ông ta ba anh qua đời chưa được nửa năm lão họ phó đó đã đi đăng ký kết hôn với mẹ còn tiện tay cướp luôn công ty và tài sản mà ba anh để lại anh và ông ta không ưa nhau hiểu rõ ruột gan của nhau bây giờ chỉ có mẹ anh vẫn tin là gia đình của bà ấy đang hạnh phúc mỹ mãn không ngờ lục lệ dương nhìn thì bá đạo nhưng lại trải qua nhiều chuyện như vậy y em quan tâm anh như vậy chi bằng dùng hành động thực tế để an ủi đi đột nhiên lục lệ dương đạp phanh dừng xe lại dừng xe làm gì vậy cho em một lời giải thích này đã mấy lần rồi đó lục lệ dương à anh bị ám ảnh ở trong xe rồi hả hư y y à em nghĩ đi đâu vậy không phải anh muốn làm gì em đâu anh chỉ là muốn nói cho em biết những chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa đâu hy vọng đây không phải là câu nói suông dù sao thì tôi cũng sẽ tin là thật anh hy vọng là em tin dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng rồi nói xong cả hai lại cắn nhau mấy phút lúc này ở nhà phó chính huân cả hai người đang chuẩn bị đón người thì cậu bảo vệ đi vào vốn dĩ đã đón được cố tiểu thư nhưng giữa đường bị lục thiếu gia đưa đi rồi tôi cản không được vết thương trên mặt cậu là lục thiếu gia cậu ấy còn nói nếu như ngài muốn gặp cố tiểu thư thì phải được sự đồng ý của cậu ấy hư nó đang uy hiếp anh đã mấy năm không gặp rồi hoàng cương chuẩn bị xe đi ta sẽ đích thân đi một chuyện rất nhanh ở tập đoàn hồng vũ phòng làm việc của lục lệ dương không ngờ ông đến nhanh như vậy lệ dương con biết tại sao ta đến đây mà cố y tuyết chẳng qua chỉ là thiên kim của một gia tộc phá sản địa vị và cuộc sống hiện giờ của con với nó không có bất kỳ điểm chung nào còn tiếp cận dù dỗ nó chẳng qua chỉ là để đối phó với ta chú phó không hổ danh là chú phó đều bị ông nhìn ra cả rồi lục lệ dương à con vẫn còn non dại lắm với thế lực của ta thì muốn xử lý con chẳng khó khăn gì vậy sao nhưng bây giờ tôi là chồng của cố y tuyết ông muốn đối phó tôi thì đoán xem cô ấy sẽ đứng về phía ai đây chính là những gì mà mẹ con đã chuyển cho ta lúc cưới ta, thỏa thuận chuyển nhượng 20% cổ phần của tập đoàn Hồng Vũ, ta có thể trả nó lại cho con. Chú phó thật là rộng lượng, anh đưa tay ra lấy thì bị ông ta giật lại, ta có thể chuyển nhượng miễn phí cổ phần cho con, nhưng chúng ta phải soạn thảo một thỏa thuận khác. Trừ khi y tuyết chủ động ly hôn với con, còn không thì con không được ly hôn với nó, chỉ cần ba ruột là ta còn ở đây, thì ta tuyệt đối không cho phép con ức hiếp nó. Lệ Dương nghĩ lại năm đó, ba không đồng ý giao cổ phần của tập đoàn ra, cuối cùng bị người ta hãm hại chết trong tù một cách không minh bạch mẹ lại tặng cổ phần cho phó chính huân trong chớp mắt rõ ràng đó là sản nghiệp của lục gia chúng ta mình vì nó mà lập kế hoạch suốt nhiều năm cuối cùng phó chính huân cũng đã giao ra rõ ràng mình không hề đi sai nước cờ nắm giữ y y trong tay nhưng tại sao trong lòng mình lại không có cảm giác vui vẻ gì chú phó không hổ danh là thương nhân lúc như thế này vẫn không quên mặc cả nhưng chỉ dựa vào tờ giấy thỏa thuận này thì chưa trói buộc được tôi đâu để có thể chính thức trói buộc được tôi chỉ có tình yêu của tôi dành cho y y, lẽ nào con thật lòng với y y sao? Lệ Dương con nói thật đi rốt cuộc con muốn làm gì, chuyện này tôi chỉ muốn giải thích với một người thôi. So với những gì mà ông còn nợ mẹ cô ấy, thì tôi muốn dùng hành động để chứng minh tình yêu của tôi dành cho cô ấy hơn. Lệ Dương nhớ lại 5 năm trước lúc bà mới qua đời. Số tài sản khổng lồ bị rất nhiều người nhòm ngó, cho dù mình rất thận trọng nhưng những kẻ có dã tâm vẫn thuê sát thủ truy đuổi dồn mình vào ngõ cụt. Vào lúc mình tuyệt vọng nhất là cô ấy đã cứu mình, anh bị thương à, không thể làm liên lụy đến người vô tội cô đừng qua đây mau đi đi tôi tôi bị bọn giang hồ trên đường tấn công cô đừng lo chuyện bao đồng giang hồ thì làm sao một đám người đông như vậy lại ức hiếp một mình anh không công bằng chút nào băng bó xong rồi đừng sợ để tôi đánh lạc hướng bọn chúng giúp anh cũng chính nụ cười của cô ấy đã tiếp sức mình từng bước từng bước đến ngày hôm nay dù ban đầu mình chỉ muốn tìm y y vì báo đáp ân tình nhưng nếu để y y biết được giao dịch của mình và chú phó thì nhất định cô ấy sẽ không chấp nhận mình lục lệ dương lục lệ dương hở anh có thể đừng cắn mạnh như vậy được không xin lỗi lúc nãy anh phân tâm anh làm sao vậy công ty có chuyện gì à hôm nay lục lệ dương vừa về là đã điên cuồng ôm hôn mình không bình thường chút nào anh lại tiếp tục hôn mạnh lên cổ cô anh mau buông ra tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh bây giờ chúng ta cũng đang làm chuyện nghiêm túc mà lục lệ dương anh đừng như vậy anh nghe tôi nói trước đã lục lệ dương anh có thể dạy tôi học kinh doanh không anh cũng biết là cố thị lúc trước do mẹ tôi điều hành ba nuôi của tôi và mộ nhã linh vốn dĩ không có năng lực quản lý tốt công ty em muốn lấy lại cố thị à đúng vậy nhưng giờ tôi chỉ là một luật sư cho dù có lấy lại được cố thị thì cũng không quản lý tốt được tôi chỉ còn cách tự nâng cao năng lực của mình thì mới có thể không để người khác cướp đi công ty được anh sẽ dạy em nhưng bây giờ anh sẽ dạy em một chuyện khác trước chuyện gì chuyện sinh em bé y y lập tức đẩy ra việc này thì tôi không cần người khác dạy đâu ngược lại còn có thể dạy lại cho lục thiếu gia lệ dương lập tức đưa hai tay lên phía sau đầu nếu như y y đã tự tin như vậy vậy thì anh đành đợi sự chỉ đạo của y y vậy lúc này cô ngồi lên người anh dựa theo mấy trò của tổng tài bá đạo thì không phải anh ta sẽ nắm thế chủ động sao bây giờ lại cam tâm nằm dưới rồi lệ dương khuôn mặt biểu lộ không thích đi theo lối cũ y y lại nghĩ đã mạnh miệng nói ra rồi không thể để lệ dương xem thường được nhưng trước giờ đều là anh ta chủ động sao mình biết nên dạo đầu thế nào đây mình nhớ là lục lệ dương không chịu được chỗ này cô hôn vào tai lệ dương Lúc này anh không còn chịu được nữa liền vùng dậy chủ động làm việc. Y em vẫn chưa đủ kinh nghiệm, xem ra anh phải luyện tập cho em mới được. Sáng hôm sau, cô từ từ mở mắt ra thì thấy anh vẫn nằm đây nên rất ngạc nhiên. Y lẽ nào em không biết đàn ông vào buổi sáng không chịu được sự kích thích sao? Anh nắm chặt tay y em bây giờ muốn chạy thì có phải là muộn rồi không? Anh đã dậy rồi thì sao còn nằm bên cạnh tôi? Vì anh muốn người đầu tiên em nhìn thấy khi thức dậy là anh, chào buổi sáng y của anh. Kỹ thuật quyến rũ của gã này đúng là càng lúc càng thuần thục hơn, không được, mình không được để anh ta mê hoặc, càng không thể động lòng với anh ta. Viễn cảnh làm chủ đóa hoa trắng thuần khiết đều sẽ như thế này, cửa sắt lồng sắt chìa khóa sắt, chỉ có thể nắm lấy song sắt mà nhìn ra ngoài. Cuộc sống bên ngoài đẹp biết bao, đáng sợ quá, phải nhìn đó mà rút kinh nghiệm. Lệ Dương lúc này chả hiểu y y bị làm sao. Đúng rồi y y, em chuẩn bị đi, lát nữa anh dắt em đi gặp một người, ai vậy? Một người rất quan trọng đối với em chuyển cảnh đến nhà phó gia khi này hai người cũng có mặt ở phía trước phó gia đây không phải là nhà ba mẹ anh sao lục lệ dương anh nói là người quan trọng của ba chồng của em không được xem là quan trọng sao nói như vậy thì không sai nhưng không phải là anh không thích tôi tiếp xúc với họ sao lần trước còn chặn xe chuyện lần trước là vì họ chưa được sự đồng ý của em đương nhiên là anh không muốn em đến dự tiệc một mình ẩn này xem như là anh đi cùng em đến thăm hỏi phụ huynh y y quay người suy nghĩ vậy đây là quyền kiểm soát của tổng tài bá đạo sao nhưng mình đã kết hôn với lục lệ dương rồi cũng nên đến thăm hỏi một chút một nhân vật lớn như ba dượng của lục lệ dương chắc không để ý đến thân phận bé nhỏ như mình đâu vừa bước vào lệ dương giới thiệu cậu con trai đó là phó hy bằng cháu trai của chú phó bên cạnh là đinh vũ kỳ vợ của phó hy bằng xuất thân giới showbiz khá nổi tiếng trịnh trọng quá vậy lệ dương nghĩ trong đầu khó lắm mới gặp con gái thất lạc bao nhiêu năm sao không trịnh trọng được chứ ông ta vội vàng đi tới hỏi đây là y tuyết à chào chú phó được được bên ngoài gió to lắm mau vào nhà thôi khi này hai vợ chồng phó hy bằng dừng lại tức tối vợ mới cưới của lục lệ dương quả nhiên là người mưu mô không ngoan cô ta vừa đến đã thu hút sự chú ý của chú rồi kệ cô ta một con nha đầu mà thôi không gây được sóng gió gì đâu chỉ cần lát nữa cô ta đừng lật tẩy kế hoạch của chúng ta là được y y lần đầu tới đây ta cũng không biết con thích ăn gì nên bảo nhà bếp mỗi món làm một ít làm phiền mọi người rồi không sao không sao đột nhiên lúc này có một cô gái vội vàng chạy tới ôm lấy lệ dương anh lệ dương anh về rồi à em nhớ anh quá cô bé này là phó đình con gái nuôi của phó chính huân em ruột phó hy bằng lệ dương khó chịu đẩy cô ta ra phó đình cách xa tôi một chút khó lắm anh mới về nhà một chuyến em chỉ là đình đình con lớn rồi mà còn ương ngạnh trẻ con vậy sao muốn đi với anh trai thì con tìm hy bằng đó mới là anh ruột con hy bằng nghe liền nghĩ mình không muốn nhận con em gái ngốc nghịch đầu óc toàn là đàn ông như nó đâu cô bé liền quay qua nói anh hy bằng có gì tốt chứ người ta muốn ở cùng với anh Lệ Dương thôi. Y y kéo áo Lệ Dương hỏi đây là em gái anh sao, cô ta là con gái của anh trai chú phó đã mất. Chú phó trận làm con nuôi, cô gái lại tiếp tục kéo tay anh. Anh Lệ Dương hôm nay anh đến là vì muốn thăm em phải không, phó đình đừng để tôi phải nói lại lần hai. Y y đứng sau thấy liền tức tối đi lên nắm lấy tay cô ta, ai vậy, làm tôi đau rồi, xin lỗi vị tiểu thư đây. Tôi thấy hình như cô quên tôi thật rồi, không làm như vậy thì không còn cách nào làm cô tỉnh táo lại được. Tôi quên giới thiệu, tôi là cố y tuyết vừa đăng ký kết hôn với lệ dương nếu như cô là em gái của lệ dương thì có lẽ nên gọi tôi một tiếng chị dâu cô ta chỉ vào mặt y y muốn làm chị dâu của tôi thì nhiều người lắm rồi cô bớt ở đó nằm mơ đi ba ba mau đuổi ả à hồ ly tinh dối trá này đi đình đình đừng gây rồi nữa mau xin lỗi chị dâu đi cái gì cô ta thật sự đã mồi chài được anh lệ dương sao không không thể nào nhất định là mọi người đang lừa con mau lên lầu tự hối lỗi cho ba nếu còn dám xúc phạm y tuyết thì con không cần ra ngoài làm mất mặt người khác nữa con con cô gái tức giận bỏ chạy vào phòng hai a à, con bé đình đình này ba mẹ ruột mất sớm nên tính tình hơi ngang bướng chuyện lúc nãy con đừng để bụng vâng không ngờ ba dượng của lệ dương cũng hiểu chuyện như vậy nhưng không biết vì sao lúc đối diện với ông ấy mình có cảm giác rất thân thiện rõ ràng là lần đầu tiên gặp mà đinh vũ kỳ khi này ghen tức con yêu tinh này quả nhiên là sao chổi của mình vừa đến đã làm cả nhà xáo xào lên dù sao thì mày cũng đã là người của lệ dương rồi. Sau này vẫn còn nhiều cơ hội để xem tao xử lý mày thế nào, ngồi vào bàn ăn. Chú phó bảo y tuyết con không cần ngại, hôm nay toàn là người nhà thôi. Đây là phó hy bằng cháu của ta và vợ của nó là Đinh Vũ Kỳ. Mắt nhìn người của lệ dương khéo quá. Chào anh, chào chị dâu, y y đừng nói chuyện không như thế. Ăn đi, ừm cảm ơn anh. Đúng rồi lệ dương khi nào các con tổ chức hôn lễ. Ngày 7 tháng 7, còn 10 ngày nữa là đến, ngày 7 tháng 7 là ngày tốt chú ơi gia đình chúng ta là song hỷ lâm môn rồi song hỷ vũ kỳ nói con có thai rồi hôm nay là vừa trong 3 tháng hôm qua vừa đi siêu âm bác sĩ bảo là con trai chú ơi phó gia chúng ta có người nối dõi rồi con trai hay con gái cũng như nhau đều là chuyện mừng không cần phải làm quá lên hơn nữa pháp luật cũng không cho phép sàng lọc giới tính thai nhi con con vũ kỳ xoa xoa bụng rồi bảo chú nói đúng hy bằng chỉ là nôn nóng chuẩn bị quần áo sơ sinh cho em bé nên nhất thời suy nghĩ không chu đáo sau này sẽ không như vậy nữa nhưng con mang thai rồi thì nghén nhiều lắm ở nhà không an tâm thím ơi chi bằng con dọn đến ở với thím trong nhà có người lớn thì con cũng yên tâm dưỡng thai hơn thím cũng biết ba mẹ của hy bằng mất rồi ba mẹ con thì không ở bên cạnh đúng là người phụ nữ không biết liêm sỉ đánh nước cờ dưỡng thai nhưng thực tế thì càng muốn đeo bám vào cây đại thụ chính huân lục lệ dương từ trước giờ không hòa thuận với ông phó chính huân bên dưới cũng không còn đứa con nào khác nhân lúc mang thai này mình phải vào nhà của phó ra kiếm trác thêm chút lúc này lệ dương lên tiếng chị dâu cũng nghĩ như tôi rồi tôi và y tuyết cũng đang định dọn đến ở nhưng chỉ là lần này nhà có đến hai người mang thai sợ không chăm sóc chú đáo thôi cái gì nó cũng mang thai rồi à y y lúc này không hiểu là anh chồng đang làm trò gì tự nhủ trong lòng tôi có thai lúc nào hả lúc này chú phó hỏi y tuyết con có thai thật hả y tuyết bối rối bây giờ vẫn chưa có nhưng chúng tôi dự định kết hôn xong sẽ có con tôi cũng đâu có bị hiếm muộn gì mỗi ngày thử một chút thì y y mang thai không phải là chuyện sớm muộn thôi sao nói gì vậy hả bà lục luật sư cố em định gây chiến tranh gia đình à ai bảo anh nói lung tung người lớn đang ở đây mà lệ dương nói cũng có lý ta sẽ bảo người giúp việc dọn dẹp phòng trước các con có thể chuyển đến bất cứ lúc nào còn phải chuẩn bị thêm một phòng cho em bé rồi mời thêm vài vú nuôi đến chăm sóc cho y tuyết em bé còn chưa thành hình nữa chính huân à anh vui mừng sớm quá không vậy chuẩn bị trước cũng tốt mà hơn nữa hai đứa nó tình cảm như vậy thì là chuyện sớm muộn thôi không ngờ kế hoạch của mình lại bị phá hỏng bởi một ả à phụ nữ đột ngột xuất hiện thường ngày ông ta không thể hiện cảm xúc nhiều sao hôm nay lại đột nhiên quan tâm đến vợ của lục lệ dương như vậy rốt cuộc cô y tuyết này là người thế nào y, y sau này thường xuyên cùng lệ dương đến đây chơi nhé có thời gian thì ở lại vài ngày cũng được cảm ơn chú phó khi lên xe y, y mới thở nhẹ nhõm người nhà của anh tranh đấu nhau còn hơn cung đấu nữa mệt mỏi hơn lên tòa dù cho này có thực tế thế nào thì cũng không thoát khỏi con mắt pháp luật của cố đại luật sư đâu. Anh nhịnh bợ tôi cũng vô ích thôi. Nói đi, chuyện của phó đình đó rốt cuộc là thế nào? Có vài người theo đuổi anh một cách tự mình đa tình thôi. Lẽ nào đó cũng là lỗi của anh sao? Hừ, dù phó đình gây phiền phức cho người khác nhưng không có ý xấu. Ở phó ra thì em phải đặc biệt cẩn thận với phó Hy Bằng và Đinh Vũ Kỳ. Nếu như phó Hy Bằng là con hổ cắn người thì Đinh Vũ Kỳ chính là răng nanh. À phụ nữ đó mới là mẫu chốt làm hại người. Ngưng, dù ít sắp kết hôn nhưng tôi muốn dùng sức lực và tinh thần quý báu của tôi vào sự nghiệp bản thân. Mấy chuyện đối phó với bạn bè anh em phiền phức đó anh đừng hòng đẩy qua cho tôi. Được, để anh ứng phó với bên phó ra, đảm bảo sẽ không làm phiền đến em. Nhưng mà anh đã giúp y y giải quyết mối phiền phức lớn nhất rồi thì có phải em cũng nên báo đáp lại anh không? Mình biết ngay anh ta sẽ không từ bỏ cơ hội lợi dụng mà. Vậy thì anh nhanh lên, đừng có làm ảnh hưởng đến giao thông. Tôi không muốn ăn biên bản phạt nữa đâu. Anh cầm tay cô lên hôn một cái rồi thả xuống. Y, y hỏi vậy là xong rồi à y, y em đang nghĩ gì vậy chúng ta đang ở trên xe cơ mà phần báo đáp còn lại đợi đến tối nay anh sẽ tiếp tục nhận tổng tài ở đâu chứ đây rõ ràng là một gã lưu manh mà hôn lễ đang đến gần mọi thứ đều được chuẩn bị một cách sôi nổi trước mắt đã đến ngày diễn ra hôn lễ của lục lệ dương và cố y tuyết bây giờ ở cố gia đã không còn người mà mình yêu thương nữa nhưng nơi này đã lưu giữ rất nhiều ký ức hạnh phúc của mình và mẹ Yi hãy nhớ rằng sau này khi con lớn lên con sẽ lấy người yêu con như vậy sẽ hạnh phúc hơn lấy người con yêu. Mẹ, hôm nay con theo chồng rồi, dù lúc bắt đầu con chọn ở bên cạnh Lục Lệ Dương vì lợi ích. Nhưng trải qua một thời gian tiếp xúc thì dường như anh ta là người đáng tin, y y anh đến đón em đây, hy vọng con không nhìn nhầm người, chuyển cảnh đến nhà tù thành phố B. Lần gần nhất em đến thăm anh là 8 năm trước, em gái của anh, nói đi lần này em đến thăm anh là vì chuyện gì. Ba ngày nữa là lục lệ dương cưới người phụ nữ khác, em muốn anh nghĩ cách ngăn cản anh ấy lại, đã nhiều năm rồi em vẫn không buông bỏ được lệ dương sao tiểu y nghe anh khuyên một câu em hãy rút tay lại sớm đi chúng ta đã nợ lục ra quá nhiều đủ rồi anh có tư cách gì mà tự xưng là anh tôi anh chính là vết nhơ trong cuộc đời của tôi và ba vì anh mà suốt bao năm nay tôi bị người đời chỉ trích sau lưng nói tôi là em gái của một tên tội phạm bây giờ chẳng qua tôi chỉ là giành lấy hạnh phúc cho mình thì có gì sai chứ tiểu y anh và lương tâm tội lỗi của anh chỉ biết nợ lục ra sao anh không thử nghĩ lại là đã nợ em gái đi anh lấy gì để trả, anh biết rồi anh sẽ nghĩ cách giúp em. Ba ngày sau tại khách sạn sang trọng nhất thành phố B, mau nhìn kìa là Lục Tổng, Lục Tổng đến rồi mau chụp thôi, lúc này Lệ Dương bảo Đế Thành. Đế Thành là người anh em tốt của Lệ Dương cũng chính là phó tổng tập đoàn Hồng Vũ. Sao vậy Lệ Dương, cậu đi nói với cánh phóng viên là chụp hình tiệc cưới thì được, nhưng không được đăng ảnh vợ tớ lên. Ồ sao vậy, sợ người ta ngắm vợ mình à, tớ không muốn vợ mình bị lộ diện với công chúng. Sẽ làm phiền đến cuộc sống của cô ấy trừ khi cô ấy đồng ý, xem bộ dạng của lệ dương thì không giống đang diễn trò mà giống như là đã lún vào thật rồi nhưng đó là con gái ruột của phó chính huân hai người họ thật sự hạnh phúc bên nhau được sao ý ý chúng ta đến rồi anh ta mặc đồ vest quả thật rất thu hút đi thôi bước vào khách sạn nơi tổ chức hôn lễ cô bất ngờ hỏi đây đây là nơi chúng ta tổ chức hôn lễ sao đúng vậy khung cảnh này do chính anh thiết kế ý ý à em có thích không thích định rằng hôm nay chỉ đến cho có lệ nhưng khung cảnh này quả thật rất giống với hôn lễ trong mơ của mình anh chàng Lệ Dương này thật chu đáo, khiến người ta không thể không mê đắm sự dịu dàng của anh ta, không cách nào thoát được, bị anh làm cho cảm động rồi hả? Sao có thể chứ? Tôi chỉ là phối hợp diễn cùng anh thôi, xem ra anh phải cố gắng hơn mới có thể khiến y y động lòng với anh, hôn lễ này anh sẽ khiến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Vậy tôi rất trông đợi hôn lễ mà Lục thiếu gia đích thân lên kế hoạch, Thiệu Thần người yêu cũ của Y Tuyết lúc này đứng ở sau nhìn thấy cảnh này mà đau lòng.